Như mọi lần, tỉnh xá Liên Hoa hôm ấy lại xáo động và ồn ả. Có lẽ những người ở đây cũng đã quen với việc các vong linh oan ức lên nhờ hòa thượng trụ trì giải oan cho. Tỉnh xá Liên Hoa nằm ở khu vực gần cầu Bạch Đằng, xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tỉnh xá được trụ trì bởi hòa thượng Thích Giác Sự. Người đời thường gọi hòa thượng bằng cái tên triều mến, sư ông An Lạc Hạnh. Đây là một vị hòa thượng được nhiều người tôn kính, không chỉ vì đức hạnh của ông mà còn vì hòa thượng có những năng lực phi thường, chuyên hóa giải được những vấn đề về tâm linh, ma quỷ. Ngoài việc chăm lo cho tỉnh xá và dạy dỗ các đệ tử, sư ông còn thường hay giúp đỡ, chữa bệnh tâm linh cho mọi người miễn phí, không nề hà mệt mỏi. Giống như những người có xung đột với nhau thường tìm đến quan tòa để kiện cáo, quan tòa chân chính, luôn công bình sẽ giúp hai bên giải quyết mâu thuẫn. Nhưng các vong linh thì đâu có thể tìm tới quan tòa để kêu oan, mà các quan tòa cũng không có năng lực làm được điều đó. Những vong linh oan ức chỉ có nương nhờ những người sống như sư ông, từ bi và đức độ để hóa giải nỗi đau khổ cho mình. Buổi sáng ngày hôm ấy, cái nắng hè oi ả như thiêu đốt cả bầu không gian. Tất cả đều hướng về tháp thờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Sư ông hướng dẫn cho đôi vợ chồng trẻ và vong linh đang nhập vào người cô Kim. Tất cả đi lên trên tháp để giải quyết mâu thuẫn. Những tia nắng gay gắt chiếu rọi lên khuôn mặt đầy uất hận của cô Kim, người bạn của đôi vợ chồng trẻ. Nhưng cô ta hiện không ở trạng thái bình thường mà đang bị một vong nhập. Cái vẻ mặt đầy nghiến ấy thực không phải của cô Kim, mà là của vong hồn tên Tú đang nhập vào cô Kim. Và đây cũng không phải lần đầu vong Tú nhập vào làm náo loạn, mà đã nhập nhiều lần rồi, hạnh đủ trò rồi. Sợ hãi và mệt mỏi, đôi vợ chồng mới tìm đến sư ông, nhờ sư ông gọi vong hồn của Tú lên để giải quyết ân oán. Tú đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn đôi vợ chồng trẻ với vẻ đầy căm hận, vừa vất vả lê lết lên từng bậc thang để tới đài Quan Âm. Còn đôi vợ chồng chẳng dám ngẩng đầu lên, cứ cúi khom người xuống vì hổ thẹn, đưa tay muốn đỡ Tú cùng lên đài cho đỡ nhọc. "Không cần, không cần!" Tú lên giọng dứt khoát, như thể muốn hai tên thối tha kia tránh xa ra, đừng có lại gần. Tú cứ thế lê lết từng bước mệt nhọc, rồi cũng lên tới nơi. Trước tượng thờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trang nghiêm, thanh tịnh, sư ông An Lạc Hạnh mở lời từ bi, nhẹ nhàng bảo Tú hãy ra sau tượng ngài Quan Âm mà ngồi cho khỏi nắng. Khi mọi người đã tập trung đầy đủ, sư ông mới hỏi cho rõ ngọn ngành, thì biết được thời gian vừa qua cặp vợ chồng trẻ gặp rất nhiều vấn đề. Vợ chồng mâu thuẫn triền miên, chồng tự dưng sinh tâm ghét bỏ vợ vô duyên vô cớ. Làm ăn thì thất bát, trồng cây gì quả cũng thất bại, nghèo khó khổ sở, lại thêm con cái hư hỏng, chửi bới cha mẹ, bỏ nhà theo trai. Lúc này, vong hồn của Tú vẫn mượn xác cô Kim, nói lời đầy căm phẫn, uất ức. "Là con phá chúng nó đó, tới con ngựa của chúng còn yêu thương, còn con là con người mà chúng không có coi ra gì hết. Chúng dùng cây chọt chọt vào chân con, chúng kẹp các ngón tay của con rồi kéo nó ra, dùng cùi trỏ đánh vào lưng con. Chúng hành hạ con liên tục, con dập đầu van xin chúng liên tục mà chúng không hề tha, vẫn đánh con đau đớn tới chết. Con không bao giờ tha thứ cho chúng đâu." Tú thốt lên những lời đầy ai oán, lửa hận thù ngùn ngục cháy trong đôi mắt nhắm thẳng vào hai kẻ thù ngồi ngay trước mặt. Bóp!
không thể kìm nén được, dù có sư ông ở đó, tôi lao vào, đánh tới tấp cặp vợ chồng trẻ bằng cánh tay duy nhất còn lành lặn của mình. Bởi cánh tay còn lại và hai chân của Dông Linh đều đã bị hỏng. Rồi ánh mắt Tú bỗng chùn xuống. Tú nhớ lại quá khứ kiếp xưa của mình, kể hết cho sư ông cùng mọi người xung quanh nghe. Tú kiếp đó là một cô gái nghèo, ngoài 30 tuổi, đi làm người ở đợ cho nhà bá hộ. Tú biết thân phận mình nghèo hèn nên chấp nhận công việc đi hầu hạ người khác để có miếng cơm manh áo sống qua ngày. Ở thời phong kiến, sự phân biệt giai cấp vô cùng mạnh mẽ. Thời đó, không ai dám trái ý hay làm gì ảnh hưởng đến các gia đình bá hộ, dù là chánh quyền. Chủ bảo gì Tú làm đó, không dám trái lời. Cùng làm việc với Tú còn có anh Tèo. Hai anh em ngày ngày chăm chỉ, chịu thương chịu khó làm việc, hầu hạ cho nhà người ta. Nhưng ở đời, đôi khi chúng ta muốn bình yên cũng không được. Thói đời là vậy, nhún nhường lại thường hay bị người ta lấn tới. Ngày đó, vì có tiền nên các bá hộ thường nắm quyền sinh sát trong tay. Dù họ có đúng hay sai thì cũng không ai dám hò hè lên tiếng, chỉ biết chịu đựng dù có oan khuất đến đâu. Thân làm con ở, dù Tú và Tèo đã hầu hạ, cung phụng chủ nhân hết lòng, hết sức, dường như tất cả vẫn không làm vừa lòng cậu ấm cô chiêu của nhà bá hộ. Cậu con trai cả và cô con gái út nhà đó luôn được cha mẹ cưng chiều, không gì là không có. Ăn sung mặc sướng, gấm dốc lụa là, xe ngựa đưa rước, chẳng thiếu thứ gì. Có lẽ quen thói được hầu hạ tới tận răng, nên hai cô cậu ấm được dịp lộng hành ngang ngược, vô cớ đánh đập kẻ ăn người ở một cách tàn nhẫn vô cùng. Lúc này, Tú vừa nói vừa thở gấp, hai hàm răng siết chặt vào nhau như đay nghiến, đưa mắt nhìn hai kẻ thù trước mặt. Cô đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào cặp vợ chồng. Chính chúng nó kiếp trước là hai anh em, kiếp này lại làm vợ chồng của nhau. Con muốn làm cho chúng nó phải chịu đựng cảnh đau đớn khốn khổ như con đã từng phải chịu. Lúc nào cũng chực chờ, muốn xông thẳng vào đôi vợ chồng để đánh. Tú dùng hết ý chí kềm chế lại, tiếp tục kể với giọng đầy phẫn nộ. Chúng thời đó thỏa sức phi xe ngựa trên đường mà chẳng cần biết tới người đằng trước. Nếu ai thấy xe tới mà không tránh kịp, bị đâm vào ngựa của chúng thì xác định sẽ bị đánh tơi bời. Chúng lấy cớ gì làm ngựa chúng bị đau? Với chúng thì những người dân thường hay là làm công trong nhà cũng không đáng quý bằng mấy con ngựa chở xe cho chúng. Quen thói hà hiếp người khác, chỉ cần ai làm gì chúng thấy ngứa mắt, không cần có lý do, chúng đánh thẳng, không một chút kiêng nể. Tú kể tiếp. Một lần, vì sơ ý, Tú đụng mạnh vào con ngựa. Lập tức, một trận lôi đình đổ ập xuống đầu cô. Con này, mày vừa làm chân của con ngựa tao bị đau hả? Mắt mày để đâu? Láo thiệt, gan mày to quá ha. Vừa nói, cô Út vừa nhanh mắt lượm ngay một cái cây, xong tới đâm vào chân trái của Tú liên tục cho hả hê, làm máu chảy đầm đìa, liệt cả chân bên trái. Chưa hết, cô Út còn kẹp các ngón tay của Tú và kéo chúng. Chúng căng giãn đến nỗi các ngón tay từ đó về sau cứ co quắp hết lại. Cậu cả thì biết võ, bằng lực rất mạnh như trời giáng, cậu dùng cùi chỏ đánh mạnh vào lưng của Tú. Nhiều lần như vậy, phổi của cô bị tổn thương rất nặng. Chúng đánh cả vào cổ, làm vùng họng của cô cũng đau không dứt. Toàn thân Tú chẳng chỗ nào là không đau đớn cả. Thương tích thì chi chít trên khắp cơ thể, đau đớn tột cùng, không thể chịu nổi. Tú dập đầu lia lịa gian xin cô chủ cậu chủ thống thiết, mà chúng chẳng mảy may động lòng.
có vẻ như hành hạ người khác chính là thú vui tiêu khiển của hai cậu ấm cô Chiêu thì phải. Cuối cùng, Tú tắt thở, bị đánh dã man đến chết. Anh Tèo cũng không ngoại lệ, bị chúng cho uống thuốc độc mà chết tức tưởi không lâu sau đó. Vừa kể, dòng hồn Tú vừa lườm đôi vợ chồng, thì thoảng lại nhảy bổ vào đánh cho hả dạ. Càng về dần trưa, nắng càng gay gắt hơn. Tất cả những người có mặt tại đó đều xót xa cho một cô tớ gái kiếp nào, chăm chỉ, chịu thương chịu khó, vì ôm nỗi căm hận quá lâu mà tới nay vẫn chưa siêu thoát, chịu sự khổ đau dày dò, thống khổ tâm can như thế này. Nhưng tất cả không chỉ dừng lại ở đó. Tưởng rằng chết là hết, mọi đau khổ sẽ dừng lại, mọi oan khuất sẽ được chôn vùi, mọi tội ác đều được xóa sổ. Có phải thế chăng? Thực tế không phải vậy. Chúng sinh do nghiệp lực mà đã luân hồi từ vô thủy kiếp đến nay. Đã tạo nhân thì sẽ có quả. Quả không đến trước thì cũng đến sau. Quả không trổ kiếp này thì cũng trổ kiếp khác. Sau khi lìa bỏ thân xác, vong hồn của Tú và Tèo vẫn lang thang dứt dưỡng, đi theo hai anh em con nhà bá hộ để chờ cơ hội trả thù. Như trong kinh Phật gọi là một vong hồn oan gia trái chủ. Thời gian trôi qua, hai anh em cậu ấm cô Chiêu đã già, chết và chuyển kiếp không biết bao nhiêu lần, thì Tú và Tèo vẫn chưa siêu thoát nổi. Vì sự sân hận như thiêu như đốt, họ vẫn cứ bám theo hai anh em suốt từng ấy thời gian. Sức mạnh của luật nhân quả, của luân hồi, duyên nợ, nghiệp báo đã kết nối họ lại với nhau. Ở kiếp này, hai anh em con nhà bá hộ lại nên duyên vợ chồng. Và đương nhiên, vong hồn của Tú và Tèo vẫn luôn bên họ chẳng rời xa, để thực hiện được những công cuộc báo thù của mình. Giờ đây, nó không còn là cuộc chiến giữa người với người, mà đã trở thành cuộc chiến giữa người và vong. Về phía Tú, khi còn là người đã khổ sở, chết rồi lại càng thê thảm. Cô phải sống bao năm trong cõi giới của vong linh dứt dưỡng, đói khát, lại cộng thêm lửa thù hận hừng hực, thiêu đốt tâm hồn cô từng giây từng phút, thống khổ vô cùng. Thay vì tìm đường siêu thoát, Tú chỉ chực chờ thời cơ, khe hở để báo thù, mong làm cho cuộc sống của hai vợ chồng kia phải khốn đốn và chịu sự đau đớn như Tú đã từng trải qua. Bằng cách nào chứ? Bởi vong linh thường có tha tâm thông, tức là đọc được suy nghĩ của người khác và còn có thể tác động vào tâm của họ phần nào đó. Thấy con gái của hai vợ chồng đã đến tuổi dậy thì, Tú nghĩ, đứa con gái cả nhà này mới chớm lớn mà đã yêu đương nhăn nhít. Đã thế thì mày đi theo luôn nó đi, cho cha mẹ mày đau khổ vì đứa con hư hỏng như mày. Hãy đi đi, đi theo nó đi. Lợi dụng tâm ý của cô gái mới lớn, Tú tìm cách tác động, dụ dỗ bé bỏ nhà theo trai, làm cha mẹ cũng phiền lòng buồn khổ. Từ một cô bé ngoan, nay trở nên ích kỷ, xấu tính, gặp ai bé cũng ghét, cũng chửi bới. Gia đình gì đó mà náo loạn, khổ não vì con. Không dừng lại ở đó, vong hồn của Tú còn tìm cách tác động vào tâm, làm cho người chồng ghét vợ, dẫn đến hai vợ chồng xảy ra xung đột, mâu thuẫn lẫn nhau. Cô còn phá, làm cho hai vợ chồng không thể khấm khá lên được. Họ làm gì cũng thất bại, nên gia cảnh luôn khó khăn túng thiếu. Một gia đình mà vợ chồng bất hòa, con cái hư hỏng, kinh tế túng thiếu thì còn gì để cứu vãn được nữa. Mục đích cuối của Tú không hơn gì là mong kẻ thù phải chết. Khi đó, cả hai bên đều là vong hồn, Tú sẽ dễ dàng báo thù hơn nữa. Nhưng hành trình trả thù này cũng đâu có dễ dàng như vậy.
Bỗng nhiên xuất hiện ở đâu cô gái tên Kim, chính là người Tú đang nhập vào. Vì thương cảm cho hoàn cảnh hai vợ chồng mà tìm cách cứu giúp, gây cản trở kế hoạch báo oán của Tú. Đang hận sẵn, Kim lại can thiệp vào, làm vong hồn của Tú càng sôi máu lên. Chẳng quen chẳng biết, nhưng vì động vào việc riêng của Tú, lửa sân càng bùng lên mạnh mẽ. Cô quyết định phá cho cả nhà cô Kim cũng tan nát không kém. Từ một cô tớ gái chịu khương chịu khó ở kiếp nào, nay lại trở thành một vong hồn vô cùng sân hận, tàn độc. Mọi thứ gần như bế tắc với tất cả. Đôi vợ chồng thì làm ăn thất bát, con cái hư hỏng, mâu thuẫn lẫn nhau. Cả gia đình cô Kim cũng bị giả lây. Bản thân Tú cũng không một phút giây yên bình. Oan oan tương báo chẳng bao giờ chấm dứt nếu người trong cuộc không dùng từ bi để buông bỏ hận thù. Thì rốt cuộc cũng chỉ đem lại khổ đau cho tất cả mà thôi. Mặt trời đã đứng bóng, không khí xung quanh đều trùng xuống, không phải vì uể oải do cái nóng của mùa hè, mà vì thấm thía nỗi khổ đau của kiếp nhân sinh. Chỉ vì những cảm xúc đến bất chợt, vì những phút hả hê ngắn ngủi ở kiếp xưa, mà nay đôi vợ chồng phải chịu bao khổ sở không nói hết. Nghe Tú giải bày hết nỗi niềm, sư ông Ác Lạc Hạnh vừa an ủi, vừa khuyên nhủ Tú hãy tha thứ vì chúng cũng đã biết hối hận. Thêm nữa, có thể yêu cầu chúng phải cạo đầu, cung cấp nhà, xe, cúng cho Tú có nơi ăn chúng ở đàng hoàng, làm nhiều công đức để hồi hướng cho Tú mau siêu thoát. Và sư ông hứa sẽ nhận Tú và Tèo làm đệ tử, cho ở lại Tịnh Xá Liên Hoa để tu tập. Thấy mình được làm đệ tử của sư ông, Tú phấn khởi lắm, lạy sư ông liên tục. Con lạy sư phụ như vậy cả ngày cũng được, mà sư phụ tên gì, để nếu có ai ăn hiếp, con còn biết đường gọi sư phụ cứu giúp. Ta là An Lạc Hạnh. Nhưng con không tha cho chúng được đâu, nhất định con phải cho chúng nếm mùi đau đớn như con đã từng chịu đựng khi xưa. Vậy con đánh chúng nốt đi cho hả dạ, rồi tha thứ cho chúng, theo ta tu học. Không, con không tha cho chúng. Tú dằn vặt, nửa muốn theo sư ông tu học, nửa không muốn tha thứ cho hai tên cậu ấm cô chiêu độc ác kia. Vậy chúng phải cúng trai tăng mà hồi hướng công đức, chứ con không thèm nhà, không thèm xe đâu. Nếu con nhận nhà, nhận xe là con tham, nhưng con không tham. Chúng khó khăn vậy, lấy đâu tiền mà cúng trai tăng? Con nhất định là không nhận nhà, nhận xe đâu. Thôi được rồi, vậy chúng sẽ phải cạo đầu. Chúng phải cố gắng tích góp. Khi nào đủ điều kiện thì sẽ cúng trai tăng. Còn ta, cho con ở đây tu tập, hằng ngày nghe pháp. Trời dần trở về chiều, thoáng những cơn gió đã khẽ lay cành lá xung quanh. Bóng râm sao tượng Đức Quan Âm đã dần lớn hơn trước. Có lẽ Tú cũng đã quá mệt mỏi rồi. Suốt bao năm tháng ròng rã ủ mưu tính kế trả thù, thống khổ lắm chứ. Oán hận lắm, nhưng cô tớ gái kiếp nào giờ đây có lẽ đã muốn cho bản thân mình một cơ hội. Tú vẫn là cô gái đáng thương nhường nào. Vậy sư phụ cho con ở đây hả? Cho Tú và cả Tèo ở đây. Sư ông đáp, ta đặt pháp danh cho Tú là Ngọc Thu, pháp danh cho Tèo là Thiện Tân. Hộ pháp chư thần dẫn Ngọc Thu và Thiện Tân qua bên chỗ nhà cửu quyền, sắp xếp chỗ ở cho đàng hoàng. Cuối cùng thì khát khao được dương lên ánh sáng của một vong hồn cũng đã lấn át được nỗi oán hận sâu sắc bấy lâu. Tú cuối cùng cũng đồng ý tha thứ cho kẻ thù và cho mình một cơ hội sống tốt đẹp hơn. Màn đêm đã tắt,
bình minh đã ló dạng, soi sáng cuộc đời Tú. Rồi mai đây, cô sẽ được tu học, nương theo ánh sáng Phật Pháp dẫn lối. Tất cả đều vui mừng cho mối quan khiên đã được hóa giải. Trong lòng Tú cũng đã lóe lên niềm hy vọng, hứa hẹn một tương lai tươi sáng hơn. May cho họ có duyên gặp được một vị hòa thượng đức độ và đủ năng lực để hóa giải mối quan quan tương báo này. Nhưng nếu như những người không có duyên được một vị sư ông như sư ông An Lạc Hạnh thì phải làm sao? Thật ra vẫn còn có cách khác. Ta có thể hướng về các quan gia trái chủ đang báo oán mình mà thành tâm sám hối, tạo nhiều phước lành mà hồi hướng cho họ, bù đắp tội lỗi khi xưa. Kiên trì và thành khẩn làm như vậy, các vị quan gia trái chủ sẽ dần dần nguôi hận mà tha thứ cho ta. Đây là nghi thức sám hối, cầu siêu quan gia trái chủ. Kiên trì áp dụng nhiều lần có thể giúp siêu độ quan gia một cách hữu hiệu. Nghi thức sám hối, cầu siêu quan gia trái chủ. Cả Tú, Tèo và cặp vợ chồng kia đều là những chúng sinh vô minh và đáng thương vô cùng. Cứ mãi lặng ngập trong màn đêm tăm tối, không nhận ra ánh sáng ở nơi đâu. Họ chẳng hiểu được nhân quả nghiệp báo luân hồi, không phân biệt được thiện ác, chẳng biết đâu là lối thoát cho mình. Tưởng rằng ở đời mạnh được yếu thua, tưởng rằng chết là hết. Cứ mãi tưởng như vậy, rồi đến lúc quả báo mới hối hận thì đã quá muộn màng. Sống ở trên đời, chỉ có thiện lương mới đưa con người ta đến được với hạnh phúc, chứ không phải sự chà đạp lên những người yếu thế hơn mình. Đó là bài học mà cặp vợ chồng kia cần phải học. Quan quan tương báo, có lẽ không phải ai cũng thấm thía điều này. Đời này anh hại tôi, đời sau tôi trả thù anh, rồi đời sau nữa, anh lại trả thù tôi, rồi lại đời sau nữa. Biết bao giờ mới dứt được. Người ta gọi đó là quan quan tương báo. Vậy phải làm sao? Từ bi chính là đáp án, là chìa khóa mở ra mọi nút thắt. Từ bi chính là yêu thương kẻ thù và giải thoát cho chính mình, là khoan dung với lỗi lầm của người và cũng là phát triển tâm linh của chính mình. Ôm giữ oán hận kẻ thù chính là đem lỗi lầm của kẻ khác hành hạ chính mình. Đây chính là bài học dành cho Tú. Từ một cô gái biết nhẫn nhục, chăm chỉ, chịu khó, đã dẫm lên vết xe đổ của người khác, trở thành một con người đầy sân hận, tàn ác, phá hoại cuộc đời kẻ khác, nào có khác chi đâu. Đó là bài học, là chìa khóa mở ra con đường ánh sáng. Có chìa khóa trong tay, nhưng có kỹ năng sử dụng nó hay không? Có con đường trong tay, nhưng có kiên trì, có mạnh mẽ tiến bước tới đích hay không? Điều đó lại nằm ở ý chí của mỗi người. Nội dung trên kênh đều thuộc bản quyền của công ty cổ phần truyền thông TD Media, vui lòng không sao chép với mọi hình thức. Những kẻ buôn người. Năm 1981, sau khi Trung Quốc giải phóng, trăm nghề hưng thịnh, thôn Tả Hậu, tỉnh Liêu Ninh hẻo lánh, chuyên sống bằng nghề trồng bán dược liệu, cho nên có người gọi vùng này là làng thuốc, nổi danh toàn quốc. Các tiệm buôn thuốc đông y nơi thành phố lớn đều đến đây mua dược liệu. Có cô gái tên là Hán Hà, cha mẹ đều sống bằng nghề trồng thuốc. Hán Hà tuy mới 17 tuổi, nhưng tính tình thẳng thắn. Thấy các lái buôn đến buôn mua thuốc, thường hay lường gạt, ép giá, nên cô từ đứng ra kêu gọi dân làng đoàn kết vì quyền lợi chung. Cô đại diện toàn thôn, cùng thương nghị với lái buôn, đòi mức giá hợp lý. Điều này giúp cho nông dân kiếm được nhiều tiền, nên dân làng đều tán thán ủng hộ cô. Đỗ Nghiêu là một đại thương gia đến từ Thượng Hải, phát hiện tài năng của Hán Hà, thầm nghĩ
Nếu như cô được huấn luyện, trong tương lai, nhất định có thể kiếm được nhiều tiền cho ông. Đỗ Nghiêu bèn hứa sẽ cho Hán Hạ làm chức lớn và trả lương cao, mời cô lên Thượng Hải. Hán Hạ vì gánh nặng phải lo cho song thân tuổi cao và người anh tàn phế đôi chân, nên chịu nhận lời của Đỗ Nghiêu. Đài Loan rất thiếu trung dược, nên các thương nhân thường đổ xô qua đại lục thu mua thuốc với giá rẻ. Có Trần Đồng Tân mở tiệm thuốc ở Đài Loan từ năm 1988, mỗi năm đều qua Thượng Hải mua dược liệu, do vậy mà quen với Đỗ Nghiêu và Hán Hà. Đồng Tân có một người em trai tên là Hữu Tân, mở công ty môi giới hôn nhân, chuyên giới thiệu các cô gái từ Đại Lục và Đông Nam Á lấy chồng Đài Loan. Hữu Tân lợi dụng mối giao tế của anh mình, thường dẫn các ông chưa vợ qua Đại Lục tìm đối tượng. Tháng 11 năm 1981, công ty Hữu Tân lại có hai người khách, La Bang và Vương Đồng Nghĩa. Họ tuổi ngoài 30, trông có vẻ là kẻ tài ba bổn mực. Cả hai nói chuyện rất hào sảng, thu hút. Họ ngỏ ý muốn tìm vợ ở Đại Lục và hứa sẽ trả phí cao. Hữu Tân luôn miệng nói sẽ tận lực đáp ứng. 3 tháng sau, Hữu Tân dẫn Bang và Nghĩa đến Thượng Hải, ngụ tại biệt thự của Đỗ Nghiêu. Tối hôm đó, Đỗ Nghiêu đãi tiệc cho 3 vị khách. Hán Hà và nữ nhân viên phục vụ Vương Hiểu Hoang cũng có mặt ở đó. Trong buổi tiệc, La Bang nói mình là tổng giám đốc công ty điện tử, có 3 công ty chi nhánh và hơn 200 nhân viên. Do hàng ngày bận rộn làm việc nên bị vợ ruồng bỏ. Bây giờ, y đang cần tìm một hiền thê thông minh, dịu dàng, có thể giúp cho y phát triển sự nghiệp. Tiếp đó, thì dễ giới thiệu mình là chủ công ty kiến trúc, hàng ngày bận rộn đi khắp 3 vùng Bắc Trung Nam Đài Loan để xử lý công trình, vì không có thời gian bầu bạn với bà xã nên bị ly hôn. Hiện muốn tìm một phụ nữ hiền lành, biết cảm thông làm vợ. Bàn và Nghĩa giới thiệu rơm rã về Bình, cộng thêm Hồ Hân góp lời ca ngợi, khiến Đỗ Nghiêu nghe qua không ngớt gật đầu tán thưởng. Hán Hà là thiếu nữ chưa chồng, nghe họ nói liền dệt mộng. Hai vị đại gia có sự nghiệp lớn, tài mạo song toàn này mới đúng là đối tượng hoàn hảo mà nàng hằng mơ ước. Hán Hà thầm nghĩ, gia cảnh mình nghèo, không học vấn. Nếu như một trong hai người này không chê bỏ, thì nàng ưng ngay, nàng sẽ đổi đời, vừa cải thiện sinh hoạt túng bấn của gia đình, mà bản thân cũng thành là phu nhân tổng giám đốc, được bao người kính mộ. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Trong ánh nhìn Hán Hà đầy vẻ khát khao về ước muốn đổi đời, hai gã Bang và Nghĩa nhìn thấu hết. Hữu Tân còn phụ nói vào thêm, cộng thêm sự tán thưởng của Đỗ Nghiêu thì kết quả dễ dàng đạt thành. Vị trí đã định xong, Hán Hà sẽ gả cho Vương Nghĩa, còn La Bang thì cưới Hiểu Hoang. Trong lúc hai cô gái dệt đầy mộng đẹp về cuộc sống lứa đôi, thì Bang và Nghĩa lòng khắp khởi mừng thầm, vì họ vượt quăng lưới đã bắt ngay được mẻ cá. Nhờ Hữu Tân nhiệt tình giúp đỡ, hai tân đương được đưa về Đài Loan. Vừa xuống phi trường, thì Hán Hà và Hiểu Hoang lập tức bị tập đoàn lưu manh người rắn chở đến khách sạn Đào Viên giam lỏng và bị tịch thu hết hộ chiếu. Lúc này, Hán Hà và Hiểu Hoang mới tỉnh mộng, biết là mình đã rơi vào tổ quỷ. Hôm sau, Bang và Nghĩa cùng thủ lĩnh người rắn là Thái Côn Lâm đến uy hiếp Hán Hà, Hiểu Hoang. Họ nói, nếu như hai nàng không chịu tiếp khách mà đi báo cảnh sát, thì không những tính mạng bị nguy mà người thân bên Đại Lục cũng sẽ bị hại. Để chứng minh họ không nói dối, tên Lâm đầu đảng còn chìa ra hình cha mẹ hai người và mô tả cảnh nhà hai cô rõ mồn một. Hán Hà tự biết khó thoát tay quỷ, đành nén chịu, chờ thời cơ thoát thân. Còn Hiểu Hoang thì khó mà tiếp nhận được sự thật tàn khốc này, nên la hét khóc than, làm ầm đáo đến chết đi sống lại. Tên Lâm thâm độc, bèn nhốt Hiểu Hoang, cho thủ hạ cưỡng hiếp và đánh đập nàng. Hiểu Hoang thân tâm đều bị giày vò tàn khốc, đành khuất phục, tiếp khách, cho đến khi gặp cảnh sát truy quét tội phạm mới được trả về Đại Lục. Nhưng lúc đó, Hiểu Hoang đã nhiễm bệnh, dẫn đến di chứng vô sinh, hiện còn đang trị liệu.
Phần Hán Hà, tên Lâm không những bắt nàng liên tục tiếp khách, mà còn dụ nàng hút ma túy và đánh bạc. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, cô gái trẻ trung xinh đẹp Hán Hà đã biến thành da vàng, gầy ốm. Cuối cùng thì suy sụp, hay ngất. Qua kiểm tra, bị mắc bệnh ung bú. Một khi tên Lâm thấy Hán Hà không còn giá trị lợi dụng nữa, thì hắn chẳng đeo phiền não vào làm gì, bèn cho tập đoàn buôn lậu đưa Hán Hà trả về cố hương của nàng. Đến nay, sống chết không rõ. Ngạn ngữ Tây Phương nói, người trường kỳ làm ác, trong tâm nhất định không an. Ba tên Lâm, Bang và Nghĩa chuyên môn dụ dỗ gạt lường, ép các cô gái Đại Lục và Đông Nam Á đến Đài Loan bán dâm. Bọn hắn đã thu lợi rất nhiều, trải qua tháng ngày phú lạc, nhưng chúng vẫn luôn bị bất an, vì đêm đêm nằm ngủ, thường bị hình ảnh bi thảm của các thiếu nữ không ngừng xuất hiện ám chúng. Kẻ bị hại, đầu bù tóc rối, hình dạng như quỷ dữ, cưng nghiến răng, nguyền rủa chúng. Mới đầu thì lâu lâu mới thấy một vài lần, sau đó thì đêm nào cũng thấy. Vào tháng 7 năm 1995, ba tên côn đồ này suốt trong một tháng, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng giống nhau. Chúng còn thấy một cô gái mắc bệnh cùi, mặt mày hung ác, cười rất ghê rợn. Tiếng cười càng lúc càng khiến cho ba gã sợ hãi kinh hoàng, toàn thân xuất hạng mồ hôi. Hôm sau, thân thể của họ đều cảm thấy khó chịu giống nhau, vì vậy họ cùng đi tìm bà Đồng nổi danh để giúp họ trục tà. Bà Đồng đề nghị họ nên xuất ngoại du lịch, quay về sẽ không có việc gì. Ba người cho là có lý, nên 4 ngày sau thì bay sang Thái Lan du lịch và cho là ác mộng sẽ không quấy rầy. Nào ngờ, đêm đầu tiên trên đất nước Thái Lan, họ vừa nhắm mắt thì yêu quỷ đã xuất hiện, còn quấy nhiễu dữ dằn hơn ở Đài Loan, khiến tinh thần bọn họ càng bị khủng bố căng thẳng. Một tuần sau, La Bang tự nhiên phát điên, y được đưa về Đài Loan, hiện nay đang điều dưỡng tại bệnh viện tâm thần ở Chương Hóa. Còn Lâm và Nghĩa sau đó càng thê thảm hơn. Lúc ở tại Thái Lan, họ không tiếp xúc bất kỳ ai, nhưng khi về Đài Loan rồi thì cả hai đều cảm thấy không khỏe, thân họ càng ngày gầy ốm. Bệnh viện Đài Loan khám không tìm ra nguyên nhân. Họ phải bay sang Mỹ khám bệnh và phát hiện mình mắc bệnh S. Nửa năm sau, họ bị bệnh dày vò, thân thể lở loét, đau đớn tột cùng, rồi chết tại Mỹ. Người hành thiện tiết đức, tâm luôn sung mãn hỷ duyệt. Người làm ác, lương tâm ngày đêm sẽ bị trách phạt nghiêm trọng, sống không được an, thống khổ vạn phần hơn là chết. Nhìn xem gương những người mua lợi, gạt ép các cô gái bán dâm như thế này, kết cuộc đều sẽ giống như ba người, Lâm, Bang, Nghĩa. Khi sống, tâm luôn bất an, lúc chết, rất thống khổ. Cư sĩ Lâm Long Đạt. Lời người dịch. Bài viết này thật cảm động. Trong đây tràn đầy lòng từ bi Phật dành cho chúng sinh và tình cha thương con. Nếu bạn muốn nói là Phật từ bi, vì sao đợi chúng sinh kêu cầu niệm danh mới cứu? Cũng giống như mặt trời mặt trăng tỏa ánh sáng dành cho tất cả, nhưng ai muốn đón nhận thì phải mở cửa. Nếu cứ đóng chặt cửa thì ánh sáng không thể chiếu vào. Các đài phát thanh, truyền hình, kinh nào cũng chiếu, phát cho ta xem, nhưng ta phải bật đúng tần số mới xem được. Tương tự vậy, muốn giao cảm với chư Phật Bồ Tát thì phải niệm danh. Trong thời gian niệm đó, tâm ta tạp loạn ngừng, trí thanh tịnh, thì việc kết nối giao cảm với chư Phật mới được dễ dàng. Đó là lý do phải niệm danh Ngài là vậy. Còn người cha trong đây là một đệ tử Phật điển hình. Thông thường, nếu người không biết đạo, thường chạy theo vật dục tài sắc và ít quan tâm đến con cái gia đình. Nhưng người cha trong đây, ngoài việc tự tu niệm, còn rất quan tâm thương yêu con. Con đi thi, cha phát nguyện tu thân hành thiện, tạo phúc, tích âm đức,
để hồi hướng cho con. Vì vậy khi thành đệ tử Phật, đời sống con người dù chưa xuất gia vẫn hạnh phúc nhiều, vì nhờ quyết tâm giữ gìn giới cấm, chồng vợ cư xử thủy chung, gia đình thuận hòa êm ấm, cuộc sống chan chứa tình yêu thương. Do không tạo ác, trong lòng thuần thiện, nên họ được hưởng lạc ngay trong hiện đời. Đây chính là lợi ích của những gia đình Phật hóa. Sáu chuyện nhân quả. Gần đây có một vị họ Trương, nhà trụ tại thôn Hồ Khấu, huyện Tân Trúc, đã viết thư tới, kể rất nhiều câu chuyện nhân quả do chính ông đích thực chứng kiến hoặc nghe thuật lại. Ông khẳng định những chuyện này hoàn toàn có thật, là người thực, việc thực, có bằng chứng hẳn hoi, xin công bố ra để thế dân cùng cảnh giác. Hy vọng thông qua đây mọi người sẽ học được nhiều điều hay, càng tin sâu nhân quả để không làm các điều ác, vâng làm các điều lành, nhờ đó mà phong khí xã hội được cải thiện. Giờ xin kể ra từng chuyện theo thứ tự như sau. 1. Ác báo của tôi. Trước khi tôi biết đến Phật Pháp, tính rất tàn nhẫn, đối với loài vật không có lòng từ bi, không biết thương xót hay cảm thông chi. Hơn 20 năm trước, cả nhà tôi công tác tại xưởng giày, có ông giáo X dạy về kỹ thuật, rất ưa ăn thịt chó. Lần nọ, ông X ra ngoài mua về một con chó, ngỏ ý muốn tôi đem nó đi giết. Lúc đó tôi không có chút do dự, dùng chùy sắt đập mạnh vào đầu của nó. Con chó kêu rú thảm thiết, tôi vẫn không chút động tâm, tiếp tục nện tới tấp, cho đến khi đầu vỡ máu tuôn, cho hết dãy giụa thì tôi mới dừng tay. Còn nữa, nếu như tình cờ gặp con rắn nào, thì tôi nghĩ đủ trăm phương nghìn kế để bắt cho bằng được, rồi dùng đá đập nát đầu rắn. Trước khi chết, con rắn không ngừng dãy giụa, lăn lộn thống khổ, tôi cứ tỉnh bơ, nhìn như không thấy gì. Lòng chẳng có chút xót thương, chẳng chút áy náy vì hành động bất nhân tàn độc của mình. Sau này tôi liên tiếp vướng nhiều chứng bệnh khổ. 7 năm trước, tôi công tác tại đội làm đường nọ, thì một chiếc xe đang thi công đột ngột lui bánh. Tôi không đề phòng nên bị tông đến chấn thương não, phải nhập viện điều trị, rất lâu mới hồi phục. Sau đó, chứng đau bao tử bộc phát, tôi đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để chữa trị, uống đủ thuốc đông lẫn tây nhưng vô hiệu. Cuối cùng, bất đắc dĩ, tôi phải áp dụng theo một số toa thuốc dân gian chỉ bày. Do phương thuốc này cần thịt nhiều loại chúng sinh như chó, mèo, rắn, rùa, rết, gà, vịt, vân vân, phối hợp để chưng, nấu, hầm, nướng, nó mới có tác dụng. Kết quả, tôi hại chết thêm nhiều sinh linh nữa. Nhưng trải qua trường kỳ dùng đủ thứ thuốc, bệnh của tôi không những chẳng giảm mà ngày càng nặng thêm. Sau đó, tôi đi khắp bệnh viện lớn khám. Bác sĩ nói, nếu không mổ ngay thì khó cứu được mạng, vì vậy phải phẫu thuật. Bao tử tôi bị cắt bỏ hơn 2/3, ruột cũng bị cắt bớt một khúc, đủ thấy tình huống lúc đó cực kỳ nghiêm trọng. Năm ngoái, lúc tôi làm việc tại công xưởng, sơ ý bị máy dập làm ngón tay bị thương nát bấy, chảy máu không ngừng, đau thấu tim gan. Tôi kêu la thảm thiết, suýt chút nữa thì ngất đi. Khi nhìn thấy tay nát máu chảy, ngón tay run lẩy bẩy không kềm được, bất giác tôi nhớ lại hồi xưa mình từng đập rắn, giết chó, máu nhuộm đỏ cả khoảng sân. Nhưng đó tôi bắt đầu tự hỏi, tôi suốt mười mấy năm nay không ngừng bị các bệnh quái ác hành hạ, còn gặp đủ tai nạn thương tật, vậy có phải đều là quả báo do ngày xưa sát sinh chăng?
2. Trần lão gia. Tôi có một nữ đồng nghiệp họ Trần. Trong lúc họp mặt, vị tiểu thư này kể cha cô là Trần lão gia có một sở thích đặc biệt là rất ưa ăn mắt cá. Mỗi khi dùng bữa, nếu trên bàn có cá thì luôn móc mắt nó ăn, khen rằng rất ngon. Ông còn dặn người nhà phải mua nhiều cá, nhất là cá phải còn sống thì ăn mới khoái khẩu. Sau này phụ thân cô bỗng dưng bị viêm một con mắt, bệnh phát và chuyển nặng nghiêm trọng. Nhiều bác sĩ danh tiếng đều bó tay không chữa được. Sau đó, mắt của cha cô mù hẳn, bác sĩ bèn lấy nó ra, thay vào một nhãn cầu giả. Năm sau, con mắt còn lại của cha cô cũng bị bệnh, không bao lâu thì mất thị lực. Hiện giờ, ông phải sống qua chuỗi ngày không nhìn thấy ánh sáng. 3. Ác báo của anh em họ Trần. Tôi có một bạn học họ Trần, anh là quân dân. Mỗi lần nghỉ phép về nhà, anh và em trai thường đi câu cá, lên núi săn bắt các động vật, hoặc bắn chim, xem đây là thú tiêu khiển. Sau này, nhà anh liên tục phát sinh rủi ro. Đầu tiên là em trai anh. Trong lúc xây dựng công trình, sơ ý bị té từ giàn giáo lầu 2 xuống. Vì là nơi xây dựng, nên phía dưới sắt thép nằm bừa bãi ngổn ngang. Em trai của anh bị sắt đâm thủng bụng, làm ruột bị thương nặng, không lâu thì tử vong. Tiếp đến là bản thân anh Trần, bệnh hoạn, hành thê thảm, đau đớn thống thiết. Chưa hết, chỉ vì chút việc vặt mà cãi gây cùng với vợ một trận dữ dội, đến phải ly hôn. Một gia đình trước đây hạnh phúc mỹ mãn, giờ thành ly tán, khiến người không khỏi thở dài. Anh bạn xạ thủ. Nơi chỗ làm của tôi có một đồng nghiệp rất ưa dùng ná bắn chim. Tài xạ thủ vô cùng chuẩn xác, hầu như trăm phát trăm trúng. Hễ bắn ra là trúng ngay chỗ hiểm, làm chim bị thương nơi phần đầu. Anh mà ra tay thì không con nào thoát khỏi. Mấy năm nay, đối với tài nghệ này của anh, mọi người đều hâm mộ, không tiếc lời trầm trồ, ngợi khen. Năm ngoái, trong lúc đơn vị tôi tu sửa công trình, thì cần cẩu trên xe bất ngờ bị đứt và rớt từ trên cao xuống, nện thẳng vào đầu một nhân viên phía dưới. Lực đập nặng nề của móc sắt khiến đầu nạn nhân bị nát, như dưa hấu bị bổ, óc bắn tứ tung, máu chảy đầy đất. Ai chứng kiến cũng kinh tâm, không dám nhìn. Hóa ra người bị nạn chính là anh bạn đồng nghiệp có tài xạ thủ nọ. 5. Khi quan gia báo. Tôi có một vị trưởng bối rất ưa ăn thịt. Thích nhất là giò heo, cánh và chân gà. Không những ngày ăn 3 bữa tiệc liên tục, mà mỗi khi đối ẩm thưởng thức, cùng với 5-3 bạn dậu, phải luôn có các món trên. Có thể nói là ông ưa ăn thịt cực kỳ, không biết chán. Đến lúc tuổi già, vị trưởng bối này do quá thừa axit uric, nên tay chân biến dạng cong queo. Hơn nữa, trên mặt có nhiều vết lở loét đáng sợ. Vài chỗ trên da còn phát sinh hiện tượng nát rữa. Dù ông đi khắp nơi cầu trị, nhưng không chữa được. Lần nọ, ông sơ ý bị té, gãy xương đùi. Ông đau đớn, rên rỉ suốt mấy ngày rồi tạ thế. Theo lời người nhà kể, vài ngày trước khi lâm chung, ông thường run rẩy, kêu thét hoảng sợ. Con người muốn bắt tôi đi, con người muốn bắt tôi đi, họ đòi làm bạn với tôi, con người muốn bắt tôi đi. Khiến cho ai nghe cũng nổi óc. 6. Cẩn thận khi thề thốt. Ở quê tôi, có các bô lão thường kể cho đám thanh niên trẻ chúng tôi nghe một câu chuyện để cảnh giác. 30 năm trước, Đài Loan có một số người nghèo khổ, mưu sinh bằng cách chở hàng đi bán dạo. Lần đó, anh bán vải chở hàng vào thôn. Các phụ nữ bu xem, họ cầm vải truyền tay nhau cùng xem, rồi luân phiên bình phẩm, nhưng không ai mua. Người bán thấy vậy, bèn thu vải về. Nhưng khi kiểm hàng, anh phát hiện bị mất một xấp vải. Lúc này,
ai cũng nói mình không có lấy. Trong đám phụ nữ, có một chị không những hung hăng xác định mình không lấy, mà còn thề độc như sau. Tôi mà có lấy giải như mấy người nói hả, thì sao bị xe đụng chết? Sau đó chị ta đến Kim Môn. Ngày nọ chị đang ngồi trong nhà, thì một chiếc xe tải bị Đức Thắng đâm thẳng vào nhà và tông chết chị. Khi tin này truyền ra, mọi người ai cũng bàn tán xôn xao, cho đây là nhân quả báo ứng đáng sợ vô cùng. Câu chuyện khiến tôi rơi lệ. Mùa thu năm đó tôi 12 tuổi, đây là khoảng thời gian thê thảm nhất của gia đình tôi. Phụ thân tôi bệnh nặng phải phẫu thuật, mất khả năng lao động. Anh hai tôi thi rớt đại học, còn mẹ tôi thì dùng làm nông dược, khiến cho 10 mẫu lúa đang bị trổ, thất thu hết. Cũng vào thời điểm đó, tôi bị bệnh thiếu máu nghiêm trọng, thở thoi thóp, cần truyền máu gấp. Trong nhà tôi lúc này nợ nần ngập đầu, mẫu thân bóp trán suy nghĩ, tìm đủ cách cũng không biết kiếm đâu ra tiền để cho tôi truyền máu. Đang lúc cả nhà lo lắng vì bệnh tình nguy cấp của tôi, thì bà láng giềng họ Lý bước qua, nghiêm trang bảo mẹ tôi. Thím Tư à, mau ra phía sau mà xem, heo nhà bà đẻ rồi kìa. Mẫu thân được nhắc như sực tỉnh, rồi chạy nhanh ra chuồng heo phía sau. Thấy heo mẹ đang le lưỡi liếm sạch máu dính trên bình heo con, mẹ tôi bật khóc. Bà mừng và cảm kích vì heo mẹ sinh lứa con này, xem như cứu nguy kịp lúc cho gia đình. Bà bèn trồng cái giao tiền gần chuồng heo, tỏ ý tri ân cảm tạ. Khi mẹ tôi giúp heo sinh con xong, thấy heo nái mệt lả, đến sùi bọt mép, nó không ngừng thở lấy hơi. Mẫu thân biết nó tuổi đã cao, cũng đã làm giàu cho nhà tôi gần 9 năm rồi. Lứa heo này có đến 16 trụ. Mẫu thân thấy heo mẹ mệt, vội sai anh tôi đem sữa đậu nành đến cho nó uống. Heo mẹ cảm kích, ve vẫy hai tay. Mẹ nhìn lứa heo hồng hào mập mạp, bảo anh tôi. Lần này tốt rồi, xem như thần Sơn được cứu. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Heo con phải nuôi dưỡng ít nhất 3 tháng mới có thể bán, mà bệnh tôi thì ngày một nặng. Ngay lúc heo con sinh ra được 10 ngày, thì tôi phát bệnh nặng đến không thể xuống giường. Trong tình cảnh đó, mẹ tôi lòng nóng như lửa đốt, cứ đi tới đi lui mãi trong nhà. Cuối cùng, bà thở dài bảo anh tôi. Tuyền ơi, con vào trong xóm mời Dương Đồ Tể tới, mình đem heo nái bán lấy tiền trị bệnh cho thằng Sơn. Anh tôi nghe mẹ nói, buồn bã đứng chết chân, sau đó mới khuyên can. Mẹ ơi, heo mẹ đang còn sống và heo con rất cần bú sữa. Bệnh em Sơn dù quan trọng nhưng heo mẹ cũng rất cần được sống mà mẹ. Nhưng cuối cùng, anh tôi mắt đầy lệ, đành đuổi thủi đi vào trong xóm tìm Vương Đồ Tể. Mẹ tôi gấp rút dựng bếp, bắt một nồi lớn cạnh chuồng heo, lo nhóm lửa nấu nước. Khi Vương Đồ Tể tới, ông đến gần chuồng heo xăm soi quan sát, rồi thở dài, bảo mẹ tôi. Thiên Tử à, coi như tôi giúp bà làm phước. Thật ra, dù có giết con heo mẹ này, thì cũng chẳng có được bao nhiêu thịt đâu. Nước đã sôi sùng sục, mẹ tôi mở chuồng heo. Heo nái như đoán biết được, nên mặc cho mẹ tôi cầm ca sữa gọi nhữ đến mấy. Nó vẫn đứng chết trân trong chuồng, không chịu ra, hết nhìn mẫu thân, nó lại nhìn anh tôi. Sau đó, nó không ngừng dùng lưỡi liếm các con nó đang chơi giỡn đuổi nhau trong chuồng. Đột nhiên, nó ngã lăn ra, rồi cất tiếng ột ột, phát tín hiệu gọi bú sữa. Các heo con vừa nghe, tranh nhau chạy tới, nằm dàn ngang quanh bụng mẹ và bú trùng trục. Mẹ tôi thở dài, bảo Dương Đồ Tể. Thôi thì ông hãy đợi vậy, để cho con nó bú sữa lần cuối nha. Dương Đồ Tể gật đầu. Heo con bú sữa no nê, liền tản ra chơi đùa. Nhưng heo mẹ vẫn không ngừng cất tiếng kêu, gọi con tới bú sữa. Mãi đến khi con heo cuối cùng rời vú mẹ, thì lúc này heo mẹ mới ngóc dậy, từ từ đi ra ngoài. Khi heo mẹ ra khỏi chuồng rồi,
nó lại quay đầu nhìn đàn con với vẻ bệnh rịnh lưu luyến. Mẫu thân tôi bị tình của heo mẹ làm cảm động, bà quay mặt đi, lau nước mắt. Còn anh tôi thì đứng như chôn chân tại chỗ. Vương Đồ Tể lẩm bẩm một mình. Thở giờ, tôi chưa thấy con heo nái nào mà thông minh, tính khí giống như người đến vậy ta. Heo mẹ nó muốn làm gì vậy? Ông Vương lắc đầu, tỏ ý không hiểu. Chạy một hồi, mọi người mới phát hiện ra hai hàng vú heo đã căng sữa đến sa cả xuống. Từng dòng sữa trắng đang tuôn chảy. Té ra, heo mẹ chạy như vậy để kích thích tuyến sữa chảy ra. Nó muốn cho con mình được bú no đủ một lần nữa. Nhưng mặc cho heo mẹ cất tiếng gọi, đám heo con ngây thơ, không chút lay động. Anh tôi bị nghĩa cử của con heo mẹ làm cho rơi lệ đầm đìa. Một thanh niên 20 tuổi như anh đã bật khóc to, cất tiếng cầu cứu mẫu thân. Mẹ ơi, con van xin mẹ, đừng giết con heo nái có được không? Bệnh của em Sơn, hãy để con nghĩ cách nha. Vương Đồ Tể lẳng lặng ôm đồ ghề bỏ đi. Mẹ tôi nước mắt đầm đìa, gật gật đầu. Lúc này heo mẹ chẳng để chủ tốn sức gọi mình, nó bước từng bước đi ra khỏi chuồng heo. Sau đó tôi nhờ truyền máu mà được cứu, đó là do anh tôi hiến máu cho tôi. Sau này heo mẹ lại sinh cho nhà chúng tôi 7-8 đứa heo nữa. Trong lần sinh cuối cùng, heo mẹ bị sản nạn chết. Cả nhà im lặng chảy nước mắt. Cuối cùng mẫu thân đề nghị đem nó chôn dưới cội cây cạnh chuồng heo. Đến nay mỗi lần anh em chúng tôi về nhà thăm song thân, luôn trìu mến nhìn cây đại thọ cành lá xum xuê cạnh chuồng heo và bồi hồi nhớ đến con heo mẹ nghĩa tình mà trong nhà đã từng nuôi. Tôi kính xin mọi người hãy ăn chay, không nên vì một phút ham ngon khoái miệng mà hy sinh cha mẹ của các con vật nhỏ, hoặc ăn con hay đoạn mạng chúng. Xin thành tâm cảm tạ mọi người. Phật tử Thái Sơn. Chú Út của bạn tôi. Bạn bè đều biết tôi tin Phật. Do chơi thân nên hễ có thắc mắc gì về Phật giáo đều hỏi tôi hoặc kể cho tôi nghe các việc xảy ra trong gia đình họ. Hôm nay tôi xin thuật một chuyện trong số các câu chuyện của bạn tôi. Hy vọng quý vị đọc xong sẽ tăng thêm vô hạn tín tâm tốt lành. Việc này xảy ra lúc tôi lên đại học. Hôm đó dùng trưa xong còn dư giờ, tôi định đi tìm bạn bè trò chuyện thì đột nhiên gặp chị B. Chị vỗ vào vai tôi hỏi: Nghe nói bạn đạo Phật hả? Phải. Thế là chị B hứng thú hỏi tôi mấy điều về Phật pháp. Lúc đó tôi rất bất ngờ và cao hứng. Bất ngờ là vì chị B và tôi vốn không quen thân, quan hệ sinh viên trong trường chỉ ở mức ăn cơm với nhau vài lần. B biết tôi tin Phật, chỉ biểu lộ sự tôn trọng thôi. Còn cao hứng là vì B không phải tín đồ Phật giáo, mà giờ đây lại tỏ vẻ thích thú muốn tìm hiểu. Khi đó tôi hỏi B: Vì sao muốn tìm hiểu Phật giáo vậy? Không còn cho đây là mê tín phong kiến nữa hả? Thế là chị B kể cho tôi nghe câu chuyện có thực xảy ra cho chú của mình. Chú Út của B là một người sống rất đạo đức, tính tình cao thượng, phẩm hạnh hiền lương. Ông nghiêm trì ngũ giới, tinh tấn tu, bao năm như một ngày, là một người được các bạn đạo hết mực tôn kính. Hồi trẻ chú ra nước ngoài làm việc, hoàng thiên chẳng phụ lòng người tốt. Cuối cùng chú thành công, có sự nghiệp vẻ vang. Khi chú Út trở nên giàu sang rồi thì liền bảo lãnh song thân và vợ con ra nước ngoài sinh sống. Chưa bao giờ chú ý mình giàu mà xem thường bà con nghèo. Chú luôn luôn cư xử với mọi người hòa nhã, thân thiện, khiêm cung. Nhưng mà một Phật tử thiện lương như chú đột nhiên bị bệnh ung bướu, mà lại là thời kỳ cuối nữa chứ. Việc này giống như là bom nổ trong nhà, khiến người thân của chú đều chấn động, không ai muốn tin. Một người tốt như chú lại bị ác báo như thế à? Thậm chí có người bắt đầu hoài nghi Phật pháp, trách ông trời không có mắt,
vì sao thiện nhân không được thiện báo. Nhưng chú Út của B vẫn thản nhiên, vì hiểu tất cả đều là nhân quả, nghiệp chướng đời trước. Ngay lúc bác sĩ tuyên bố bệnh của chú không còn chữa được nữa, chẳng những chú rất bình tĩnh mà còn an ủi thân nhân bạn bè. Tuy là chú không nỡ bỏ mặt cha mẹ, vợ con, nhưng một khi vô thường đến, mấy ai có thể trốn thoát được. Chú tu trì thời khóa bền bỉ, mấy mươi năm như một ngày, trọn bề hành thiện tích đức, vậy mà bây giờ lại gặp phải ác báo này. Ai cũng trách trời già bất công, nhưng chú thì không hề khởi tâm oán trách chi, còn nghĩ rằng cho dù mình có sắp chết thì cũng phải tận dụng thời gian còn lại mà sống cho tốt, nghĩa là cư xử với mọi người nghĩa tình hơn, ráng làm thiện thêm cho nhiều, rồi sau đó thì nhất tâm niệm Phật cầu vãng sinh. Bỗng một việc đặc biệt bất khả tư nghị phát sinh. Ngay lúc B kể, tôi nghe mà còn không dám tin, nhưng đây là chuyện có thật đã xảy ra. Hôm nọ, chú Út cùng gia đình đi siêu thị mua đồ. Trong lúc chú đang dạo tới lui trong siêu thị, thì tự dưng cảm thấy chóng mặt, hoa mắt và mơ hồ nhìn thấy một ông lão mặc y phục trắng đang tiến về phía chú. Ông cầm lên một quả trong hàng trái cây, bảo chú: "Hãy ăn mau trái này nha, phải ăn ngay nhé." Lúc chú Út há miệng định hỏi vì sao thì ông lão đã biến mất. Lập tức thần trí của chú tỉnh lại, ngạc nhiên hơn là thấy trái quả kia đang nằm trong tay mình. Chú Út nhìn quanh kiếm tìm và vội hỏi người thân: "Có nhìn thấy ông lão mặc y phục trắng không? Mới thấy ông ta rõ ràng ở đây mà giờ đâu mất tiêu rồi." Cả nhà đều nhìn chú ngạc nhiên, cùng đáp là không thấy ai cả, chỉ thấy chú cầm trái cây trên tay và tự lẩm bẩm một mình mà thôi. Sự việc này quả rất khó hiểu. Chú không nói chi nữa, vội chạy ra cổng siêu thị mua loại trái cây này đem về nhà ăn. Lúc đó chú cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Nào ngờ chứng ung bú thời kỳ cuối mà bệnh viện tuyên bố hết chữa được. Nhưng sau khi chú ăn loại trái quả bình thường, lai lịch bất minh kia rồi, thì tế bào ung bú hoàn toàn biến mất, bệnh giờ vậy được lành. Việc này khoa học giải thích sao đây? Sau việc lạ xảy ra đó, toàn gia chú Út bắt đầu tin Phật vô cùng, đồng hiểu là nhờ Bồ Tát U Uẩn ngầm cứu mạng chú. Việc này gây xúc động sâu xa đến những người thân trong nước lẫn ngoài nước. Cũng nhờ vậy mà tôi biết được chuyện và viết ra để chia sẻ cùng mọi người. Chuyện kể của cảnh sát pháp y. Tôi là một cảnh sát y khoa tư pháp, người ta thường gọi là pháp y. Tôi cung cấp tư liệu giám định y học cho hai pháp viện và bốn chi nhánh công an tư pháp. Nói đơn giản một chút, nếu ở đâu xảy ra án mạng thì chở xác đến chỗ chúng tôi để chúng tôi nghiệm thay, kiểm tra, tìm ra nguyên nhân tử vong, rồi ghi lại báo cáo đầy đủ, giao cho pháp viện hay cục công an. Con người có sinh ác có tử, nhưng nguyên nhân chết có đủ dạng, đủ kiểu, khó mà tưởng tượng nổi. Khi chúng tôi lập biên bản báo cáo, hành sự rất nghiêm túc, kỹ lưỡng, phải phân tích nguyên nhân chết, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết, nguyên nhân phụ, tổng kết nguyên nhân tử vong. Sở dĩ tôi giải thích nhiều về thuật ngữ chuyên môn là muốn nói xã hội chúng tôi đối với cái chết luôn có giải thích đúng đắn, hợp pháp. Thí dụ như, có một ông già hơn 70 tuổi bị xe điện đè tông, đập đầu vào cục xi măng bên đường rồi chết. Kiểm tra thấy phần đầu tổn thương, xương sọ bị vỡ dẫn đến tử vong. Trong đây, đầu bị thương là nhân căn bản, sọ bị ảnh hưởng là nhân trực tiếp. Hệ thống miễn dịch rối loạn là nhân phụ. Nhưng giải thích như thế thực sự là cung cấp đáp án đủ cho vấn đề trọng đại: vì sao người ta chết hay chưa? Tôi làm ở Viện Pháp Y 26 năm. Đối với hiện tượng này, luôn cảm thấy hoang mang, khó hiểu. Bởi cũng đồng bị thương như thế mà có người chết,
có người sống, nghĩa là có người bị thương rất nhẹ lại chết, còn bị thương trầm trọng khiến ai cũng tưởng tiêu đời lại phát sinh kỳ tích sống được. Sau này khi tôi tiếp xúc với Phật pháp, có được chút hiểu biết về đạo rồi thì đối với các vấn đề này đều có thể lý giải. Tử vong là một phần trong thế giới này, là điểm kết thúc của đời sống. Nếu như nhìn từ góc độ này, chúng ta có thể hiểu rõ chân tướng của tử vong. Những năm gần đây, tôi đối với các vụ án mình thụ lý thường để tâm điều khiển thấu đáo và ghi lại tỉ mỉ, càng tìm hiểu càng thấy rõ cái chết không hề phát sinh ngẫu nhiên, mà nó chứng minh hùng hồn xác thực về lý nhân quả. Tôi thường gặp quyến thuộc người chết nhìn tôi đau khổ khóc lóc. Vì sao hắn lương thiện như vậy mà lại lìa đời quá sớm? Vì sao cái ông kia làm gì việc xấu quá mà hưởng thọ lâu vậy? Vì sao một người suốt đời cẩn thận hay gặp tai ba dạ gió? Vì sao người đi đường đến đoạn sơ ý, dù có bị xe tông lại chẳng hề hấn gì? Tôi nghĩ sở dĩ có những quan trách này đều là do họ chẳng minh bạch nhân quả. Trước tiên xin kể vụ án làm cho tôi nhức ốc, ưu tư khốn đúng. Chính vụ án này đã đẩy tôi đến với Phật môn. Tuy án không phức tạp, nhưng do thời gian điều tra kéo dài nên tôi tương đối nhập tâm. Vụ án cặp vợ chồng chết thảm năm 2002. Một chàng trai 28 tuổi nửa khuya ra tay giết hại hai đấng sinh thành hơn 60 tuổi của mình. Cặp vợ chồng già này đang say ngủ thì bị con trói gô ở trên giường. Sau đó y cắt cổ họ, máu văng chảy dính tường, rơi vương vãi. Hung thủ ngay trong đêm đó đã chạy trốn, rồi bị bắt tại một khu phố nhỏ ở miền Nam. Hung thủ đã kết hôn, có một con trai. Ngay đêm xảy ra án mạng, cô vợ do hôm trước nổ ra tranh cãi nên giận dỗi bồng con về nhà cha mẹ đẻ, nhờ vậy mà tránh được ác mộng thảm sát. Xem bề ngoài thì đây là vụ án rõ ràng, có chứng cứ vô cùng xác thực. Viện kiểm sát đã lấy khẩu cung, toàn bộ chứng cứ hoàn chỉnh, có đủ vật chứng, nhân chứng, tất nhiên phải nghiêm trừng, mau chóng phán quyết. Lần xét xử đầu, án tử hình lập tức được phán ra, nhưng luật sư biện hộ nói rằng phạm nhân bị thần kinh nghiêm trọng và yêu cầu tiến hành giám định thần kinh để xét xử sau. Thời gian điều tra kéo dài, do kết quả chưa rõ, vì vậy mà án cứ kéo dây dưa, cuối cùng phải hoãn án tử hình để 2 năm sau chấp hành. Luật sư của hung thủ lại khiếu nại tiếp nữa, nhưng bị bác bỏ. Xem như tới chung thẩm thì phán quyết xong, án này kết thúc. Kể thì nghe nhanh gọn như vậy, chứ thực tế tính ra án này kéo dài tổng cộng 4 năm. Tôi phải nhọc nhằn điều tra tỉ mỉ, lấy chứng cứ đến 7-8 lần, hồ sơ tư liệu tích lũy dày cộm. Hung thủ là con trai duy nhất trong gia đình, từ nhỏ được cưng chiều, tính tình cực kỳ hung dữ. Hung thủ kết hôn xong vẫn ở chung với cha mẹ, thường hay tranh cãi luôn. Mấy ngày trước khi xảy ra án, cha mẹ cùng vợ hung thủ đã nổ ra xung đột tranh chấp. Sau đó hung thủ đòi cha mẹ cho tiền mua nhà, nhưng cha mẹ nói tạm thời không có tiền và chê trách con trai là hạng bất tài vô dụng, không lo làm việc, khiến họ mất mặt với láng giềng. Điều này đã khơi gợi ác niệm giết người nơi hung thủ. Thế nhưng, nhiêu đây có đủ để giải thích cho động cơ giết người của hung thủ chăng? Trên thế giới này, những đứa con được cưng chiều biến thành gỗ nghịch, nay lại sinh tranh chấp cùng gia đình, liệu có bao nhiêu? Vì sao hung thủ cứ khăng khăng muốn giết cha mẹ mình như thế? Trong hồ sơ, tôi phát hiện một đoạn khẩu cung cực kỳ kinh tâm. Hung thủ thành thực khai báo như vậy: tôi muốn giết họ từ lâu rồi, vì họ rất là vô dụng, kêu cho tiền mua nhà mà cũng không cho nữa. Giết quách đi, để làm cái gì? Tôi thảo kế hoạch từ mấy tháng trước lận, vì họ là cha mẹ của tôi nên cũng không muốn để họ chết quá đau đớn. Đầu tiên tôi nghĩ nên cho họ uống thuốc rầy,
nhưng đi mới được có nửa đường, chưa ra tới tiệm thuốc thì thôi, quay về. Vì nghĩ thuốc trầy sẽ thiêu đốt ruột gan. Sau đó tôi hoạch định sẽ chở họ đến hồ nước chơi, sau đó dìm chết họ. Nhưng tôi lại không thực hiện được. Cuối cùng suy nghĩ tới lui, tôi thấy chỉ còn cách cắt cổ là hay nhất, không quá đau đớn, lại chết mau nữa. Khi tôi nghe xong đoạn khẩu cung này rồi, thì kinh hãi đến lạnh xương sống. Giết cha mẹ mà hắn bày tỏ điềm nhiên như thể giết gà vịt. Điều tra tỉ mỉ xong, tôi càng hết hồn khi phát hiện thêm tình tiết này. Cặp vợ chồng nạn nhân có mở một lò giết gà, họ làm ăn buôn bán trên thị trường rất phát. Lúc đầu ra chợ điều tra, do chủ hàng gà bị giết, người ta cho là cửa hàng này bị xui, làm ăn không may, nên ai cũng bỏ đi không thèm thuê. Căn cứ theo những người ở bên cạnh thuật lại, thì hai vợ chồng nạn nhân khi hành nghề thường đem gà sống trói lại hết, treo lên dây thép. Sau đó họ kẹp chặt đầu gà, dùng dao cắt cổ nó. Máu gà cũng không bỏ phí, bán rất được tiền. Suốt đời họ nhờ sống bằng nghề này mà trở nên giàu có. Nghe nói kỹ thuật cắt cổ gà là do tổ tiên họ truyền lại. Sở dĩ tôi nhớ kỹ việc này, vì đây là vụ án khiến cho tôi bắt đầu có niềm tin đối với tôn giáo. Lúc mà mọi phân tích có được giải thích hợp lý, tôi càng tin sâu luật nhân quả và khắc cốt ghi tâm khi hiểu rõ nguyên nhân. Tối đó, hầu như suốt đêm tôi không ngủ, do người chết cả đời hành nghề cắt cổ gà, nổi tiếng sát sinh có kỹ thuật, bởi họ cắt cổ như vậy, cho nên mới chiêu ách nạn bị đứa con trai duy nhất của mình cắt cổ lại. Báo ứng này không khiến cho chúng ta kinh tâm động phách sao? Lời người dịch. Dịch tới đây tôi sực nhớ tới câu chuyện kể của một pháp lữ quê ở Hà Nội. Gần nhà cô có một đôi vợ chồng nọ, chuyên sống bằng nghề mổ heo bán thịt, kinh tế rất khá. Họ có đứa con trai độc nhất khoảng 15 tuổi, tính rất hiền. Hôm nọ thằng bé đi học về, nó bỗng ra tay giết chết song thân và xẻo thịt họ ném lung tung trên nền nhà. Sau đó nó bỏ đi lên lầu ngủ. Khi công an đến bắt, thằng bé vẫn còn ngái ngủ. Mọi người đều kinh hoàng vì cảnh thảm sát này và không sao giải thích được nguyên do. Xin để quý vị suy ngẫm. Giờ mời quý vị xem tiếp câu chuyện khác của viên cảnh sát pháp y. Câu chuyện thứ hai, kết cục bi thảm của giám đốc Triệu. Chúng ta thường quan niệm chết là xấu, là đáng sợ, nhưng có trường hợp không được chết mới càng khốn khổ, thống thiết, là hình phạt nặng nề còn hơn cả cái chết. Đây là một vấn đề hóc búa phát sinh ở công ty khai thác khoáng sản, mà chủ nhân là ông Triệu, người sáng lập ra công ty khai thác than đá tại một tiểu trấn nọ. Công ty không có bảo hiểm an toàn lao động gì, tất cả đều do tư nhân giao du mật thiết với các nhân vật quyền thế mà duy trì kinh doanh. Tất nhiên, ông Triệu có ô dù che chở rất mạnh, nên sau khi xảy ra tai nạn tại hầm mỏ rồi, thì địa phương cũng khó điều tra thuận lợi. Vì vậy, họ đành giao cho chúng tôi thụ lý vụ án nơi viện viễn xứ này. Việc mỏ than đổ sập, sông hơi độc, là một người chết và hai người bị thương. Thông thường thì các tai nạn xảy ra đều được dàn xếp ổn thỏa theo quy luật ngầm. Chỉ cần người chủ khéo léo xuất tiền bồi thường cho quyến thuộc của công dân là có thể cho qua. Nhưng xui là đúng vào lúc toàn quốc lại có lệnh đài kiểm tra buộc phải thi hành nghiêm ngặt, do vậy mà chủ công ty bị bắt. Lúc tôi và một trinh sát viên khác đi tìm ông Triệu để lấy chứng cứ, thì nhân viên canh gác bảo tôi: "Ông Triệu do bị tiểu đường nên được đưa vào bệnh viện rồi." Tôi vội chạy đến y viện Bộ Tư pháp để gặp ông Triệu. Thấy ông khoảng hơn 50 tuổi, vóc dáng khôi ngô, âm thanh hào sảng, tính cách thập phần cứng cỏi mạnh mẽ, ngó bộ không dễ dàng hợp tác. Ông ngồi trên giường, tỏ vẻ thờ ơ đối với những vấn đề tôi nêu lên. Bộ điệu lạnh nhạt chẳng thèm quan tâm đến. Mãi tới khi tôi sắp đi, ông thẳng thừng tuyên bố: "Chưa tới một tháng là có người bảo lãnh tôi ra khỏi đây rồi.
Ông nói không sai. Do ban điều tra bị nhiều nguyên nhân cản trở, nên công việc tiến hành không thuận lợi. Cuối cùng, án được giải quyết theo kiểu cho ông tại ngoại, chỉ giám sát nơi cư trú thôi. Nhưng chính ngay đêm ông đang vui mừng, hớn hở, muốn tức khắc hồi phục dân thân tự do, thì bệnh tiểu đường và chứng mật sỏi bỗng nhiên phát tác nghiêm trọng. Mặc dù bộ tư pháp lẫn y viện chẳng hề có ý muốn lưu ông, nhưng chính bệnh tật đã níu kéo và buộc ông phải lưu lại. Từ đó trở đi, ông Triệu không còn rời bệnh viện được nữa. Qua hơn 4 tháng, vụ án này cuối cùng cũng được phán quyết. Ông Triệu bị phạt tù 6 năm, nhưng ông cũng không thể vào nhà giam, bởi sức khỏe càng lúc càng suy, nên hình phạt chỉ có nước chấp hành tại y viện công an mà thôi. Vì lý do công việc, tôi luôn phải đến y viện công an tác nghiệp, nên thường gặp ông Triệu. Nhờ có tiền, ông vẫn được ngủ trong phòng đơn sạch sẽ, nhưng cửa sổ có lan can sắt bao ngoài. Mỗi lần gặp mặt, mắt ông mở rất to, như chất chứa nhiều tâm sự. Có lần, ông hỏi tôi: Anh tin nhân quả không? Tôi nói rằng đương nhiên là có rồi, vì tôi là tín đồ Phật giáo mà. Ông bỗng thở dài, không nói gì thêm. Được một dạo, bệnh ông trở nặng, phải chuyển viện. Giám ngục lo làm thủ tục cho ông ra ngoài. Rất kỳ lạ là không những giám ngục lẫn y viện chẳng muốn lưu ông, mà ngay cả Diêm Vương cũng chê, chẳng chịu thu nạp ông. Lúc tôi gặp lại thì ông đã nằm trên giường bệnh gần 8 tháng. Ông cao 1m8, nhưng thể trọng đã nhanh chóng sụt khí vùng vụt. Chúng tôi thường gặp mặt trò chuyện. Ông đối với tôi càng lúc càng tin tưởng, có lúc còn gửi gắm nhờ tôi làm một số việc. Tuy tôi xuất thân từ gạch y, nhưng chưa thấy ai gầy dữ như ông. Hai mắt khổm sâu vào trong hốc, xương má gồ lên, môi tái nhợt, xương sườn vô cả ra, nhìn rõ từng chiếc. Lúc ông hít thở, xương vô lên, hạ xuống, nhìn có cảm giác như chỉ cần bị va chạm nhẹ là gãy ngay. Chân và tay của ông càng khiến cho người ta không dám nhìn, ốm tông, ốm teo, không còn chút thịt. Do mật kết sạn nên ông phải mổ. Vì chứng bệnh tiểu đường nên vết thương cứ dây dưa mãi chẳng lành, còn bị nhiễm trùng, lở loét lây lan ra chung quanh. Nhìn hình dạng của ông giống như là cái đầu lâu gắn trên bộ xương, đủ cho người ta sợ đến tối ngủ còn thấy ác mộng. Tôi điều tra quá trình bệnh của ông, thấy theo lẽ thường, những người bệnh như ông, tạng khí suy kiệt, tim cũng chẳng còn sức để duy trì mạch đập, là khó sống nổi. Thế mà ông cứ sống thật dai trong thống khổ, bị nỗi đau hành hình. Mặc dù ông thường bày tỏ với tôi, hiện giờ mong ước duy nhất chỉ là một điều, được chết. Nếu mà ông chết được thì xem như rất hạnh phúc, nhưng phần thưởng này trời cũng hà tiện không hào phóng tặng cho ông, để ông sống mà mỗi giây mỗi phút đều bị giày vò thống khổ cực độ. Có lần thèm chết quá, ông bỏ ăn uống, nhịn đói suốt mười mấy ngày, thân tâm suy đến cùng tận. Bác sĩ cho rằng ông chắc chắn phải chết, không nghi. Nhưng ông vẫn cứ sống, không thể nào chết được. Bẵng đi một thời gian dài, tôi bận công tác bù đầu nên không đến gặp ông. Thế là một hôm, ông giờ hộ lý gọi điện mời tôi đến. Tối hôm ấy, ông thu hết sức tàn, kể cho tôi nghe một câu chuyện bí mật của mình bằng âm thanh yếu ớt. Hơn 20 năm trước, lúc ông vừa bắt đầu khai thác quặng mỏ, do không đủ tiền nên phải nhờ người đi tới ga xe lửa gạt những kẻ sống lang thang khờ khạo không rành pháp luật, thuê họ xuống hầm làm việc cho ông. Nhờ vậy ông không phải trả lương gì cả, chỉ cần thuê mấy tên bảo vệ trông chừng đám công dân này thế là đủ. Khi họ tích lũy cho ông thùng vàng đầu tiên rồi, để che giấu sự thật, ông cho lắp giếng than đó lại, bỏ mặc đám dân công
bị nhốt, đuối mệt, đói khát, trong cảnh tối tăm. Cuối cùng, họ đều chết ngạt. Việc ông kể về sau được chứng thực khi công an đến chỗ đó khai quật, đã mang lên được 20 mấy bộ xương. Tiếp đến, ông Triệu nằm ở y viện gần nửa năm. 6 tháng này, cơ hồ mỗi phút mỗi giây, ông đều trải qua nguy ách cực điểm. Nhưng bất kể xác thân bị hành hạ, giày vò đau đớn như thế nào, ông vẫn không chết. Toàn bộ gia sản của ông đều đổ hết vào phí y viện. Người nhà cuối cùng cũng chẳng thèm đến thăm ông nữa. Mặc dù nguy ách cao độ, ngày đêm ông đau đớn kêu rên không ngừng, âm thanh nghe xé lòng. Do hệ miễn dịch thiếu nghiêm trọng, vết thương trên thân chỗ nào cũng không lành, thảy đều bị nhiễm trùng, lở loét rách rữa. Đến cuối cùng, trên mình của ông không còn tìm ra chỗ nào lành lặn, toàn thân lở loét, lầy lụa. Sau đó tôi không gặp lại ông. Nghe những y tá chăm sóc ông kể, sau khi ông chết rồi, lúc họ dùng tấm ra bọc thay ông chuyển đi, thì xương cốt gãy vụn, da thịt bị nát rửa ung bủ, hóa thành một đống bầy nhầy. Trước khi bỏ thay ông vào nhà xác, thì hầu như nó đã biến thành đống xương thịt mục rửa. Tiếp là một vụ án hết sức ly kỳ, phát sinh vào mùa đông năm ngoái. Câu chuyện này mang tên Người có miệng lưỡi độc. Nửa đêm, tôi nhận được lệnh của cấp trên. Phải tức tốc tới hiện trường làm việc ngay. Số là nơi ngoại thành có một cây cầu lớn. Ngay dân chúng báo cáo có người treo cổ chết nơi cây cầu này. Lúc chúng tôi đến hiện trường, thấy kẻ tự sát là phụ nữ. Qua khám nghiệm, có thể thấy quyết tâm tự sát của đương sự rất cao. Sợi dây thắt chặt tới xương cổ bị gãy. Điều tra về nhân thân lý địch thì biết người chết cư trú gần đây. Chuyện chưa phải là hết, vì còn một cảnh tượng đáng sợ đang chờ chúng tôi. Khi tới nhà đương sự, chúng tôi giật mình vì nhìn thấy thi thể trần truồng của đứa bé chưa đầy 1 tuổi trên giường. Lúc cảnh sát ập đến, cha đứa nhỏ vẫn chưa biết vợ mình đã tự sát. Anh còn khóc lóc rên rỉ, hướng tới cảnh sát trách vợ sùm và kể hết mọi việc. Té ra sự tình không có gì phức tạp. Ông chồng ra ngoài nhậu nhẹt cùng đám bạn, cô vợ ở nhà một mình chăm con. Sau khi ông chồng quay về, cô vợ khóc lóc gây ầm lên, cứ nhất quyết khẳng định là ông ra ngoài ngoại tình, hẹn hò gian díu với cô X. Ông chồng nghe vậy nổi tức lên, liền bỏ đi ra khỏi nhà tìm bạn nhậu tiếp. Cô vợ ở nhà càng nghĩ càng phẫn nộ, liền gửi cho chồng một tối hậu thư, đại ý như sau: anh hãy về mà trông con, tôi không thể chăm sóc nó được nữa. Nhưng ông chồng đang nhậu say bí tỉ, đâu có tâm trí mà dòm ngó tới tin nhắn trong điện thoại. Mãi đến lúc ông về thì phát hiện thằng bé con đã chồi đạp khiến mền rớt ra và bị chết cống. Các nhà ở thôn quê vào mùa đông không có lò sưởi nên rất lạnh. Ông chồng đáng thương vẫn chưa biết vợ mình đã tự sát, một mực hướng công an căm phẫn trách móc, nói là lỗi tại vợ mình nên thằng bé mới chết cống. Cho đến khi nghe cảnh sát báo hung tin vợ anh đã treo cổ chết rồi, thì ông chồng không nói được lời nào, cả lăn ra ngất xỉu. Bởi chút gây cãi vùng vặt mà dẫn đến mất 2 mạng người, hạnh phúc gia đình vì đây tan nát. Tôi chỉ biết thở dài. Qua khám nghiệm kỹ càng, án được chứng thực là tự sát nên vụ việc nhanh chóng kết thúc. Nhưng trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện thêm chi tiết nữa. Chính lão Lưu, chủ tiệm sửa xe trong thôn, mới là nguyên nhân gây ra thảm án này. Qua phỏng vấn hỏi thăm, chúng tôi được biết ông Lưu tuổi hơn 50, đã ly hôn nhiều năm, hiện đang sống một mình. Bình thường tính ông ưa đặt chuyện thiêu dệt, nói thị phi, không có duyên cớ gì cũng đụng thành to chuyện được. Chính ông đã đâm thọc và đặt điều, nói với cô vợ là chồng cô đang ngoại tình. Hơn nữa, ông còn thêm thắt, miêu tả tỉ mỉ ly kỳ, giống như là có thật hẳn hoi.
Khi chúng tôi hỏi về chuyện ngoại tình của người chồng mà ông rêu rao, mới biết đây chỉ là tin vịt mà thôi. Rất nhiều cư dân trong thôn phản ảnh, tố cáo, nói rằng ông Lưu rất ưa thiêu dệt, đặt chuyện thị phi, đã có nhiều gia đình vì tin lời ông mà xảy ra bất hòa, phu thê trở mặt, phụ tử ác cảm, thậm chí dẫn tới đánh lộn, gây gãi. Mỗi khi ông Lưu biết được vì mình mà thiên hạ xào xáo, thì tỏ ra rất hớn hở, khoái chí. Ông ra ngồi ở quán nhậu với vẻ dương dương tự đắc. Nhưng dẫu sao cũng không thể xử ông, vì không thể ghép hành vi này vào tội danh nào, mặc dù nó gieo ra thảm sự. Cô vợ vì làm tin lời hoang đường của ông mà chuốc phiền treo cổ, nhưng không thể vì vậy mà ghép ông vào tội sát nhân. Bởi thế chúng tôi chỉ nhắc nhở, cảnh cáo ông thôi. Bất ngờ là chưa đầy một tháng, cảnh sát vùng đó báo cho tôi hay ông Lưu đã xảy ra chuyện. Vào một đêm nọ, ông Lưu đến nhà bạn bè nhậu say khướt. Sau khi được dìu về tiệm sửa xe của mình rồi, nửa đêm ông bỏ ra ngoài tìm rượu uống. Ông sờ soạng và vớ được một cái bình. Đang mơ màng, ông tu liền một ngụm. Nào dè, đó không phải là rượu bia mà là bình hóa chất. Loại nước này dùng để sơn động cơ kim loại, độ ấm cực thấp, hễ quét qua rồi thì trong vòng 2 giây là có thể làm đông cứng bất kỳ vật gì. Khi đó ông Lưu ngã xuống ngất đi. May là bên cạnh có người kịp thời chở đi cấp cứu. Lúc bác sĩ khám, phát hiện lưỡi của ông bị đông cứng như kết băng. Hóa chất này đã bị gắm, dù ít thì cũng xem như tiêu rồi. Bác sĩ tuyên bố rằng từ nay chẳng những ông Lưu không nói được, mà kể cả vòm miệng cũng khó bảo toàn. Sau này xem như ông chỉ có thể ăn uống bằng ống dẫn. Đó là vài câu chuyện về báo ứng mà tôi muốn chia sẻ cùng quý vị. Theo y học, bất kỳ cái chết nào cũng đều do bệnh tật hoặc tổn thương dẫn đến. Cho dù có chết trong phòng ngủ hay qua đời lúc đang say giấc nồng, cũng đều do có bệnh hoặc do những nguyên nhân khác. Tôi là đệ tử Phật, cũng là bác sĩ ngành y. Đối với quan điểm khoa học, tôi luôn tôn trọng. Nhưng tôi vẫn muốn nói rằng tầm nhìn của khoa học luôn bị giới hạn. Mỗi người chúng ta tất nhiên đều sẽ chết, nhưng thời gian chết và cách chết có thống khổ hay không, quả thực có liên quan đến những gì chúng ta làm và luôn chịu ảnh hưởng của nhân quả. Nếu như tôi không biết Phật Pháp, khi tiến hành công tác điều tra, tôi cũng sẽ nghĩ đơn giản và kết luận chết là do bị tổn thương, bệnh tật hay phạm tội bị hành quyết, vân vân. Nhưng suốt thời gian tiến hành kiểm tra nhiều vụ án mạng, sau khi phân tích tìm hiểu sâu xa rồi, tôi luôn phát hiện ra chân lý thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, quả không sai chút nào. Phật Pháp nói nghiệp lực chúng sinh không thể lường, rất đúng. Có thể dùng câu này để giải thích vấn đề sinh tử trong cuộc sống ngày thường của chúng ta. Thu Dĩnh. Ngày 9 tháng 7 năm 2013. Lời người dịch. Chúng ta thấy rõ, lời nói có thể cứu người và có thể giết người. Ông Lưu sử dụng cái lưỡi của mình để dệt thêu, đặt chuyện, lấy đây làm thú tiêu khiển. Không biết làm thế là gieo nhân đại ác, gây họa hại cho bao người trong thôn làng. Nếu cái lưỡi ông còn công năng thì sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa. Do vậy mà nguyên cái lưỡi và cả giòm miệng ông, bộ phận cơ quan nào có thể gây họa cho thế nhân đều bị triệt. Hàng ngày xem báo đài, chúng ta thấy đăng tin những thiếu niên lêu lổng rủ nhau thừa lúc đêm khuya lên đứng trên cầu vượt, cùng ném đá làm dở kiến các xe hơi, hoặc ném đá làm dở kính đèn tín hiệu ở các trạm hỏa xa, lấy đó làm thú vui tiêu khiển, mà không hề biết đây là những hành vi tự tàn phá phúc báo của mình. Có đôi tay mà không làm ích lợi cho người, lại dùng nó để gieo hại. Việc ném đá làm dở kính
đôi khi còn gây thương tích trầm trọng cho người. Thêm nữa, chốt đèn hỏa xa mà hư thì không thể phát tín hiệu, dễ gây tai nạn giao thông thảm khốc cho khách qua đường. Vì vậy, chẳng những tự mình khiến phúc, lộc, quyền bị sạc, mà người tạo ác, ngoài việc sinh vào cõi không lành, còn có thể chiêu dời quả báo không tay. Bộ phận hay cơ quan nào làm những việc hữu ích cho người sẽ chiêu cảm quả báo tốt đẹp. Ngược lại, nếu chỉ toàn gieo rắc, đem đến hiểm nguy thì sẽ bị loại. Tùy theo phúc báo của đương sự mà ác báo trổ mau hay chậm, chứ không phải là không có báo. Chỉ vì thiếu hiểu biết, chẳng được giảng dạy về nhân quả, do không am tường nên người ta mới phạm tội. Vì vậy, điều cần thiết là giúp người hiểu rõ nhân quả. Khi đã minh bạch lý này thì không cần có kẻ giám sát, người ta cũng tự động làm những điều có lợi cho mình và tha nhân, tự nguyện dứt ác hành thiện. Ác báo của vô khống thiêu dệt. Một anh bạn của tôi thuở giờ hay tạo khẩu nghiệp xấu, ưa nói thiêu dệt, tung tin đồn thất thiệt. Điều này càng gây nguy hại hơn khi anh làm ở lĩnh vực truyền thông. Ngày nọ, đột nhiên anh chạy đến xin lỗi tôi. Vì hai năm trước đã viết bài tung lên nhằm gây tai tiếng, gieo hại cho tôi và khách hàng, tạo thành quấy nhiễu vô cùng khốn đốn, khiến bạn bè không dám hợp tác với chúng tôi. Tôi rất muốn biết lý do nào đó đã khiến cho anh chịu tu sửa và thay đổi cực lớn như vậy. Anh thành thật kể cho tôi nghe. Anh nói rằng 6 tuần trước anh về miền Nam tham dự tang lễ vợ bác cả là bác Thơm, và sau khi biết rõ chuyện của bác Thơm, anh vô cùng chấn động. Bác Thơm có 2 trai, cậu cả giỏi giang, ưu tú. Mấy tháng trước, trên đường lái xe về nhà thì bị tai nạn vong thân. Còn cậu Út vừa tốt nghiệp đại học, không biết buồn chuyện tình cảm chi đó mà tự thiêu chết rất thảm. Riêng bác Thơm do bị bệnh ung bú, phải mổ nơi cổ và lưỡi, không thể nói năng. Nằm trên giường bệnh, lăn lộn đau đớn, chịu đủ mọi thứ. Khi bác bệnh đến thời kỳ cuối, mỗi khi há miệng ra, thúi tới mức người người đều muốn ói, không ai dám đến gần. 2 con trai đã chết hết, giờ tới người mẹ. Trong tang lễ, chỉ còn mỗi mình ông chồng là bác cả làm chủ sự. Hoàn cảnh thật đáng thương. Sau đó bác hai là em trai bác cả bỏ quê ra đi đã 10 mấy năm, bây giờ dẫn các con trở về đến giao cho anh cả một tờ di chúc là bút tích của vợ bác hai. Trong đó có 2 hàng chữ viết bằng máu như thế này: miệng hồng răng trắng đặt chuyện sằng bậy hủy danh tiếc người, ác phải đoạn tử tuyệt tôn, chết rồi đọa địa ngục cắt lưỡi. Bác cả xem thư xong liền té quỵ xuống và bật khóc to, sau đó hướng về em trai dập đầu xin lỗi. 2 anh em ôm nhau cùng khóc. Anh bạn tôi liền hỏi mẹ mình mới biết rõ nguồn cơn. Hồi xưa vợ bác cả vì tranh giành lòng thương của cha mẹ chồng, thầm lo ông bà già sẽ chia nhiều tài sản cho nhà bác hai vốn ưu tú giỏi giang, nên đã bịa chuyện phao tin đồn ác là vợ bác hai tư thông với đồng nghiệp, làm cho ba mẹ chồng hiểu lầm vợ bác hai, giữa phu thê cũng xảy ra lục đục. Vợ bác hai bị hàm oan nên tức giận căm phẫn cực cùng, bà cắt máu tai viết di thư rồi uống thuốc rầy tự sát. Bác hai quá đau lòng, nhưng lúc đó thế lực chị dâu cả quá mạnh, khiến chuyện khó có thể phân rõ trắng đen. Vì vậy bác hai chưa thể công khai di thư, đành gạt lệ dẫn 2 con trai còn nhỏ đi miền Đông lập nghiệp, nhiều năm không quay trở về. Mẹ của anh bạn tôi hồi đó cũng hùa theo phát tán tin đồn ác này, phụ họa rêu rao bêu xấu khắp thôn. Sau khi thấy quả báo giáng xuống nhà bác Thơm quá thảm, bà rất hãi hùng, lại thêm chứng kiến các con trai mình nhiều năm nay bị viêm thận, bệnh hành khổ sở, vô phương làm việc bình thường,
Mẫu thân bạn tôi lúc này vô cùng chấn động, bèn dẫn hết người nhà đến trước bài vị của vợ bác hai, khấu đầu như tế sao, cầu xin tha thứ tội ngày xưa. Anh bạn tôi, sau khi biết rõ chuyện này rồi, tâm tư cũng bị chấn động chưa từng có. Anh nghĩ, mình nhiều năm nay cũng tạo nhiều nghiệp ác khẩu không lành, còn hay viết bài trên mạng, gieo rắc tai tiếng, đâm thọc, ly gián hại người. Lòng rất ăn năn kinh sợ, hối hận, cho nên quyết định đến thỉnh cầu những người bị hại, trong số đó có tôi, xin tha thứ, thề từ đây quyết tâm sửa đổi. Mẹ tôi nghe chuyện này rồi, liền cảnh báo tôi, khi chọn bạn trăm năm phải hết sức cẩn thận, vì lỡ như cưới nhầm vợ không hiền, độc mồm độc miệng xấu bụng, phóng túng khẩu nghiệp, ăn nói quàng xiên, thì sẽ di họa đến con cháu. Mẹ còn nhắc tôi phải luôn nhớ lời sư chứng nghiệm dạy, hãy nói như hoa thơm, đừng nói như rắn độc. Những ai loạn tạo khẩu nghiệp, xin hãy xem chuyện vợ bác cả mà cảnh giác. Hiện nay bà là tấm gương kinh hoàng cho cả làng. Tôi kể ra câu chuyện này là mong bạn đọc cẩn thận, giữ gìn khẩu nghiệp, tránh được sai lầm. Xin đừng làm việc tổn đức. Thưa các thiện tri thức, các bạn đồng tu, tôi học Phật không lâu, đối với Phật Pháp hiểu biết không uyên thâm, chẳng dám nói bàn nhiều, chỉ xin dùng kinh nghiệm bản thân chia sẻ cảnh báo với mọi người, ngàn vạn lần chớ nên làm việc tổn đức, đừng sát sinh hại vật, trộm cướp tà dâm. Ngày đây tôi cũng xin cảm tạ trang web Phật giáo đã cho tôi cơ hội kể ra những tội mình đã tạo trước đây để mọi người cùng cảnh giác. Nếu quý vị xem bài viết này mà muốn lăng mạ, chửi rủa hay khinh rẻ tôi, thảy đều được tất, vì đó là phúc phận của tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình trung bình. Từ lúc biết nhận thức thì tôi đã làm một công việc cực kỳ thất đức là dành nhà xí. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm. Khi ấy ông cố là phụ thân bà ngoại cùng ở chung với chúng tôi. Ông cố tuổi đã cao. Gặp lúc muốn đi vệ sinh, nếu như vào mùa một chút là sẽ không khống chế được và sẽ đại tiểu tiện vãi ra, trây dính cả người. Nếu mà xảy ra chuyện này thì ông bà ngoại tôi sẽ chửi mắng cụ cố dữ dội, rất khó nghe. Hồi đó tôi chưa hiểu biết gì, nhưng tính ưa chơi nghịch. Hễ thấy cụ cố đứng dậy chuẩn bị đi nhà xí là tôi lập tức chạy tới nhào vào trong đó trước, đóng chặt cửa lại. Mặc cho cụ cố ở bên ngoài rên rỉ kêu la, tôi cũng không thèm mở cửa. Đợi cụ cố đại tiểu tiện trây dính quần rồi, tôi mới chịu đi ra. Chính vì tôi làm như vậy mà ông cố bị bà ngoại chửi rủa thậm tệ, khiến cho ông rất buồn khổ. Nguyên nhân lớn nhất là tại tôi, do tôi mà sinh chuyện. Thế nhưng tôi cứ diễn mãi trò này, làm ông cố đau khổ rất nhiều. Mãi tới sau này, khi cụ cố hôn mê, trong lúc mơ màng, ông thường rên rỉ gọi tên tôi và bảo: "Hãy mau mở cửa ra, mau mở cửa ra." Lúc đó tôi không biết mình làm như vậy là thất đức. Rồi cụ cố qua đời, có lần còn báo mộng cho mẹ tôi, dặn dò rằng tôi còn nhỏ nên không hiểu chuyện, xin bà đừng có đánh tôi. Lúc đó dù còn rất nhỏ, nhưng mỗi khi nghe mẹ kể như vậy, tôi cảm thấy rất hối hận và buồn. Tôi thường trùm chăn kín mít, khóc tỉ tê. Bây giờ nhớ lại, tôi còn thấy đau lòng. Có lẽ do nhân xấu, do hành vi tác tệ ngày nhỏ, mà bây giờ tôi nhận lại quả báo đó. Hiện nay, tuy tuổi tôi còn trẻ, nhưng cảm thấy tình huống mình và cụ cố không khác nhau bao nhiêu. Tôi thường hay mắc tiểu không thể nhịn được, nên rất thống khổ. Dù có đi bệnh viện khám cũng chẳng tìm ra nguyên nhân, tất cả đều bình thường. Trước đây tôi không rõ, nhưng sau khi đi học Phật rồi, tôi mới hiểu đó chính là quả báo do ác nghiệp ngày xưa tôi đã tạo. Hiện giờ tôi chỉ biết gánh lấy, nếm mùi vị đó cho thấm thía, chỉ riêng mình biết mà thôi. Cho nên xin các bạn đồng tu, ngàn vạn lần chớ nên làm việc xấu, sớm muộn gì quả báo cũng sẽ trổ ngay trên thân các bạn. Hồi nhỏ tôi rất nghịch, ưa đi bắt chuồn chuồn, dế, cá
các loại côn trùng, vân vân. Lúc đó tính tôi tàn nhẫn, nên ưa ngắt tay chân, bẻ cánh, hành hạ, giày vò chúng, cho chúng chết mới vui. Trong nhà tôi có rất nhiều thuốc men, tôi thường lấy nước sôi, hòa với thuốc, tạo thành thuốc nước, sau đó dùng kim tiêm, bơm nước thuốc này vào trong bồn dế và các loại côn trùng. Chúng bị tôi hành hạ rất nhiều. Bây giờ nhớ lại, đúng là mình tạo quá nhiều nghiệp sát. Tội lỗi dẫy đầy. Sau đó, tôi còn đi phá tổ khiến, bắt dế. Tôi chế nước cho ngập hang, sau đó đắp bùn, làm thành để chặn bắt chúng. Tội rất lớn. Chuyện nam tử Karandiya. Tiền thân Karandiya. Sao một mình trong rừng, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên về tướng quân chánh pháp Sariputta. Trong truyền, khi có bọn người ác như thợ săn, chài lưới, vân vân đến với ngài, trưởng lão đều giảng đạo đức cho họ. Và ngài cũng giảng cho bất cứ ai mà ngài có dịp gặp. Ngài bảo, hãy nhận giáo pháp. Do lòng tôn kính trưởng lão, họ không thể cưỡng lời ngài. Và khi nhận giáo pháp xong, họ không thể hành trì mà ai nấy cứ tiếp tục theo lối làm ăn riêng của mình. Trưởng lão đến thổ lộ với chúng tỷ kheo để hỏi ý kiến. Này các hiền giả! Những người ấy được tôi truyền pháp, nhưng không giữ đạo. Các tỷ kheo trả lời. Thưa tôn giả, ngài giảng pháp cho họ trái với mong ước của họ, và vì họ không dám cưỡng lại lời ngài, nên họ chấp nhận đấy thôi. Từ nay, ngài chớ giảng pháp cho những người như thế. Trưởng lão không thuận ý. Nghe được chuyện ấy, các tỷ kheo bắt đầu bàn tán trong pháp đường cách trưởng lão Sariputta đã thuyết pháp cho bất cứ ai mà ngài gặp. Bậc đạo sư đến hỏi các tỷ kheo đang họp bàn chuyện gì. Khi nghe kể lại, ngài dạy: Này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà xưa kia cũng thế. Ông ấy giảng pháp cho bất cứ ai mà ông gặp, dù họ chẳng yêu cầu. Rồi ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra và lớn lên trong gia đình, rồi trở thành đệ tử trưởng của một giáo sư lừng danh tại Takasila. Bấy giờ, vị giáo sư giảng đạo pháp cho bất cứ người nào mà ông có thể gặp, như những người đánh cá, vân vân. Dù họ không muốn, ông luôn bảo họ nhận pháp. Nhưng dù họ đã nhận pháp, họ cũng không giữ đạo. Giáo sư nói điều ấy cho các môn đệ nghe. Các môn đệ thưa: Thưa thầy, thầy thuyết giảng cho họ ngược lại với những mong cầu của họ, và do đó họ phá bỏ pháp. Từ nay, thầy hãy thuyết giảng cho những kẻ nào muốn nghe thầy thôi, chứ đừng thuyết giảng cho những ai không muốn. Vị giáo sư rất ân hận, nhưng ông cứ giảng pháp cho bất cứ ai mà ông được gặp. Một hôm, một số người từ một ngôi làng kia đến mời giáo sư tham dự cuộc dâng bánh cho các bà la môn. Ông cho gọi vị môn đệ tên là Karandiya và bảo: Này con, ta không đi. Còn hãy đến đó với 500 môn đệ này, rồi nhận bánh và mang về phần bánh chia cho ta. Ông sai vị môn đệ ấy như thế. Vị môn đệ ấy ra đi. Trên đường về, chàng trông thấy một cái hang và chợt có ý nghĩ. Thầy ta giảng pháp cho bất cứ ai ngài gặp mà không cần họ yêu cầu. Từ nay, ta chỉ khiến ngài giảng cho những ai muốn nghe ngài thôi. Thế rồi, trong khi các môn đệ khác đang ngồi nghỉ thoải mái, chàng đứng lên,
đi khuân những tảng đá lớn ném vào trong hang. Chàng cứ khuân đá ném mãi. Những người kia đứng dậy và nói: "Này đại huynh, anh đang làm gì thế?" Karandiya không nói một lời nào. Họ vội trở về kể chuyện cho thầy họ nghe. Vị thầy đến nói chuyện với Karandiya bằng bài kệ đầu: "Sao một mình trong rừng, từng tảng đá con khuân, ném đá như có ý, lấp bằng hang núi chăng?" Nghe thế, Karandiya muốn thức tỉnh thầy mình, liền đọc bài kệ: "Con muốn làm đảo này, phẳng như lòng bàn tay, sang bằng gò đồi nọ, chỗ trũng đá lấp đầy." Thầy Bà La Môn nghe thế, liền đọc bài kệ thứ ba: "Đời nào một phàm nhân có sức lấp đất bằng, Karan khó hy vọng, đọ sức với hang cùng." Người môn đệ nghe xong, liền đọc bài kệ thứ tư: "Nếu một kẻ phàm nhân không thể sang đất bằng, ngoại nhân há chịu nhận, quan điểm thầy hay chăng?" Nghe thế, vị giáo sư trả lời thích đáng. Bây giờ ông hiểu rằng những người khác có thể không giống như ông. Ông tự nhủ: "Ta sẽ không làm như thế nữa." Và đọc bài kệ thứ năm: "Này Karandiya, bạn khuyên tốt cho ta, đất không sang phẳng được, ý người chẳng đồng hòa." Giáo sư ca ngợi môn đệ của mình, và vị môn đệ sau khi khuyến dụ thầy mình như vậy, liền dẫn thầy về nhà. Bậc đạo sư chấm dứt bài giảng và nhận diện tiền thân. Bấy giờ, Xá Lợi Phất là người Bà La Môn, còn ta chính là môn sinh Karandiya. Chuyện Vương tử Gata. Tiền thân Gata. Khi kẻ khác khóc than sầu khổ, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên về một ông quan của vua Kosala. Câu chuyện khởi đầu giống chuyện đã kể, nhưng ở đây, sau khi ban vinh dự lớn lao cho một ông quan, vua lại nghe lời sàm tấu và truyền bắt ông ta bỏ vào ngục. Khi nằm trong ngục, ông quan ấy nhập dự lưu. Sau đó, vua biết được công đức của ông và thả ra. Ông mang một tràng hoa thơm và đến tham bái bậc đạo sư, đảnh lễ ngài và ngồi xuống. Bậc đạo sư hỏi xem có việc xấu nào đã xảy đến với ông không. Ông đáp: "Bạch Thế Tôn, có. Nhưng qua việc xấu ấy, việc tốt lại đến với con. Con đã nhập dự lưu." Bậc đạo sư dạy: "Đúng thế. Không phải chỉ bấy giờ, các bậc hiền trí ngày xưa cũng được điều tốt từ điều xấu." Rồi do yêu cầu của ông quan, ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa vua Brahmadatta đang trị vì ở Ba La Nại. Bồ Tát sinh ra là con của chánh hoàng hậu. Người ta gọi ngài là Thái tử Gata. Sau đó ngài đạt kiến thức về các học nghệ ở Takasila và trị vì vương quốc của ngài rất công chính. Bấy giờ, một ông quan nọ tỏ ra phẩm hạnh xấu trong nội cung. Sau khi tận mắt chứng kiến việc phạm gian, vua liền đuổi ông ra khỏi vương quốc. Lúc ấy, có một vị vua tên là Vanka, trị vì ở Xá Vệ. Ông quan đến phục vụ cho vua ấy, đúng như câu chuyện trước đây số 303. Được vua nghe lời và xúi vua chiếm vương quốc Ba La Nại. Sau khi chiếm đoạt vương quốc này, vua ấy bắt trói Bồ Tát bằng dây xích và bỏ ngài vào ngục. Bồ Tát nhập định và ngồi tréo chân trên không. Vanka bị nóng hừng hực trong thân thể, liền chạy đến Bồ Tát, trông thấy dung mạo của ngài sáng ngời, đẹp như một hoa sen nở, giống như một tấm kính bằng vàng. Qua hình thức một lời hỏi,
Ông đọc bài kệ đầu. Khi kẻ khác khóc than sầu khổ, má người kia lệ nhỏ đầm đìa, mặt ngài vẫn nụ cười chia, gà ta há chẳng bao giờ kêu than. Để giải thích tại sao ngài không sầu khổ, Bồ Tát đọc các bài kệ sau đây. Chuyện đã qua, buồn nào thay đổi được, buồn nào gây hạnh phúc ở tương lai. Cớ sao ta than vãn khổ đau này, sầu muộn chẳng đáng cho ta làm bạn. Kẻ mang bệnh khổ sầu thì suy tận, các thức ăn thành vô vị nhạt màu, như trúng tên mồi thịt của sầu đau, làm trò tếu cho kẻ thù tiêu khiển. Nhà ta ở dù trên đất ngoài biển, dù trong làng hay heo hút rừng già, không bao giờ sầu não đến gần ta. Hồn đã thiện chẳng có gì để sợ, còn kẻ nào chưa kiện toàn đến độ, bị nấu nung vì tham dục lắm đàn, cả cõi đời cùng của cái tệ tàn, cũng không hề đủ thỏa lòng tham muốn. Sau khi nghe xong bốn bài kệ ấy, Văn Ca xin Bồ Tát tha thứ và giao trả lại vương quốc cho ngài, rồi đi theo đường mình. Nhưng Bồ Tát trao vương quốc cho các đại thần, ngài lui vào dãy Tuyết Sơn và trở thành một nhà tu khổ hạnh. Không hề ngưng thiền định, ngài được sinh vào cõi Phạm Thiên. Sau khi chấm dứt bài thuyết giảng, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, Ananda là vua Văn Ca, còn ta là Gata. 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 Gata.